Dự đoán mới nhất của Anthony Chung về năm 2024, cổ vật gây thảm họa lớn có thực sự xảy ra hay không? Khởi đầu năm 2024 đối với Nhật Bản thực sự là một năm đầy tai họa. Ngày 1 tháng 1, bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ Richter kéo theo cả sóng thần. Ngay sau đó vào ngày 2 tháng 1 tại sân bay Haneda ở Tokyo lại xảy ra vụ tai nạn máy bay va chạm khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Rồi vào ngày 3 tháng 1 tại Osaka, Nhật Bản, một tòa nhà cao tầng bốc cháy làm hàng chục người bị thương. Những tai họa liên tiếp đó đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Có phải năm 2024 đã được định trước là một năm đầy tai họa không? Hôm nay, mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi dự báo mới nhất của nhà tiên tri Malaysia, Dato Anthony Chung. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trong dự báo của mình, Anthony Chung cho rằng năm 2024 là thời điểm bắt đầu cửu vận, nên sẽ xuất hiện năng lượng đối đầu giữa nước và lửa. Cơn sốt này cũng sẽ nhanh chóng lan rộng. Cuộc chiến giữa nước và lửa đồng nghĩa với việc âm dương cùng tồn tại. Do đó, cả trạng thái nhiệt đới và trạng thái cực lạnh đều có thể xuất hiện. Dựa vào những dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2023 đã là năm nóng kỷ lục, nhưng năm 2024 có thể sẽ còn nóng hơn. Theo Anthony Chung, sự tích tụ của năng lượng nhiệt có thể dẫn đến việc bão mặt trời tấn công trái đất. Khi đó, thời tiết cực đoan và hiệu ứng nhà kính sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Năm 2024, nhà tiên tri dự báo rằng cửu vận sẽ đến, với sự thống trị của phần lớn năng lượng lửa, dự báo về thảm họa tự nhiên và tai họa do con người gây ra là không thể xem thường. Ông chỉ ra vào năm ngoái rằng nhiệt độ cao nhất mà con người có thể chịu được là 42,3 độ C. Tuy nhiên, cách đây 100 năm, tại thung lũng Tử Thần ở Mỹ đã ghi nhận nhiệt độ cực kỳ cao lên đến 56,7 độ C. Anthony Chung dự đoán rằng trước năm 2027, nhiệt độ tại thung lũng Tử Thần có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Trong năm nay, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến tháng 3 và tháng 6 dương lịch. Các khu vực như Australia, Nam Á, Đông Á và Bắc Mỹ, vì năng lượng lửa của cửu vận sẽ xảy ra các thảm họa thiên nhiên đa dạng do thời tiết cực đoan. Sự tan chảy của sông băng ở các khu vực nhiệt đới sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, làm tăng cường năng lượng của lũ lụt, gián tiếp dẫn đến nhiều khu vực quốc gia thấp hơn bị ngập lụt và đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Ông đã từng đưa ra lời cảnh báo về việc tan chảy của dòng sông băng từ năm 2023, nhưng đáng tiếc, vấn đề về biến đổi khí hậu vẫn đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tảng băng trôi lớn nhất tại Nam Cực đã bắt đầu di chuyển từ tháng 12 năm ngoái, làm tăng tốc độ tan chảy của dòng sông băng. Các dữ liệu thống kê cho thấy, lượng băng tan trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2016 là gấp 3 lần so với 10 năm trước. Lượng băng ở Bắc Cực và Greenland cũng đã giảm đi một nửa. Nhiệt độ của nước biển tăng lên sẽ dẫn đến những cơn bão nhiệt đới dữ dội hơn cùng các cơn bão và thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Anthony Chung còn cho biết rằng, các thành phố và khu vực như New York, Sydney, London và vùng đồng bằng sông Mekong sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong năm nay, ông cũng cảnh báo về mối nguy hiểm từ cơn bão lớn, lũ lụt nghiêm trọng, đê điều bị vỡ và thời tiết cực đoan mang tính chất kỷ lục. Đúng như dự đoán, một tuần sau lời tuyên bố, thủ đô Đài Bắc đã phải đối mặt với đợt khí hậu lạnh mạnh nhất kể từ mùa đông. Toàn bộ Đài Loan chìm trong không khí lạnh. Chỉ trong ngày, có tới 92 trường hợp nhồi máu cơ tim do bị hạ thân nhiệt. Ông còn cho biết, cửu vận còn tượng trưng cho tâm. Vậy nên, nhiệt độ cực lạnh sẽ dễ làm khởi phát những căn bệnh về tim mạch và hậu quả của việc này là không thể xem thường. Vì vậy, những nước phương Tây và phương Bắc càng phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Năng lượng hỗn loạn của cửu vận sẽ gây ra các thảm họa khủng khiếp nhất thế kỷ. Và trong năm nay, Thái Lan cần đặc biệt chú ý đến nguy cơ lũ lụt. Anthony Chung cảnh báo về mức độ nguy hiểm lớn nhất từ lũ lụt có khả năng cao sẽ xảy ra vào tháng 5 và tháng 12 dương lịch. Sức mạnh thiên tai của hai tháng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xuất hiện sóng lớn. Nhiều địa điểm sẽ bị ngập chứ không chỉ là các khu vực thấp. Các khu vực nông nghiệp cũng cần được quan tâm nhiều hơn bởi dịch bệnh dai dẳng sẽ gây tổn thất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ để sẵn sàng ứng phó. Ngoài sức mạnh của thiên tai lũ lụt, Anthony Chung nói rằng động đất cũng là một trong những thiên tai cần được đặc biệt quan tâm. Bởi vào năm 2023,
đã có nhiều trận động đất lịch sử xảy ra tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ông đã từng nhấn mạnh rằng, năng lượng của trận động đất lớn vẫn chưa tiêu tan mà sẽ kéo dài đến năm sau, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 3 và tháng 12 dương lịch năm nay. Động đất có thể gây ra các sóng thần, các thảm họa thứ cấp như lở đất, lũ lụt, nên các quốc gia ở phía Đông, Nam và Tây Bắc cần đặc biệt chú ý. Ngoài ra cũng cần chú ý đến sức mạnh của đại dịch. Dịch bệnh đã bước vào năm thứ 5. Mặc dù không còn là tình trạng khẩn cấp trong y tế công cộng được quan tâm toàn cầu, nhưng virus vẫn đang lây lan và biến chủng. Năm 2024, có nhiều loại virus hỗn hợp có thể tấn công cơ thể người, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Trong khi đó, vẫn cần phải đề phòng dịch bệnh và cúm gia cầm ở phía Đông và phía Nam. Các quốc gia phía Đông và phía Nam cần chú ý đặc biệt vì năng lượng của cửu hỏa vận đang tăng mạnh. Sự biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính sẽ khiến sông băng tan chảy, giải phóng virus cổ đại đã bị phong ấn từ hàng nghìn năm, tương tự như cúm Tây Ban Nha từ 100 năm trước. Trong năm nay, nhân loại cần cảnh giác với khả năng rò rỉ virus do con người tạo ra, đặc biệt là ở các quốc gia phía Đông Nam và phía Tây. Sự kết nối toàn cầu cùng với virus mới có thể khiến cho việc lây lan virus trở nên nhanh chóng. Vì vậy, vào năm 2024, sự kết hợp của nhiều loại virus sẽ tạo ra thách thức nghiêm trọng hơn cho hệ thống y tế toàn cầu. Trong thời kỳ hiện đại, nhiều vụ việc xảy ra liên tiếp ở Nhật Bản đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Năm 2024, thế giới sẽ đối diện với nguy cơ cháy rừng mạnh mẽ. Đó không phải là lời hù dọa, mà là sự đánh giá cẩn thận dựa trên kinh nghiệm dự báo nhiều năm của ông. Trong các video trước đó, Anthony Chung đã nhắc nhở nhiều lần rằng chúng ta cần chuẩn bị cho sự thay đổi của cửu vận. Năm nay, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến các loại tai nạn giao thông quy mô lớn, tai nạn phà, tai nạn tàu hỏa. Nguy cơ xung đột trên biển trong năm nay cũng tăng cao đáng kể, đặc biệt là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 dương lịch. Anthony Chung cũng nhiều lần dự đoán khu vực phía Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, trở thành địa điểm chiến lược quan trọng và chiếm vị trí then chốt. Trong vòng 20 năm tới, sẽ có một lượng lớn dân số di cư vào miền Nam, thay đổi cấu trúc dân số, văn hóa, chính trị và kinh tế. Ông cho rằng hỏa vận tượng trưng cho sự hư vô, ảo tưởng, khiến cho đúng sai, thật giả lẫn lộn đan xen. Do đó, trong tương lai, thế giới trực tuyến sẽ tràn ngập các loại tội phạm mạng với sự lan rộng của các vụ lừa đảo ra toàn cầu, đặc biệt là sự mất kiểm soát của trí tuệ nhân tạo khiến nạn lừa đảo trở nên nghiêm trọng hơn. Rủi ro tấn công mạng khiến ngay cả các quốc gia thuộc NATO cũng không thể lơ là bỏ qua. Cơ quan chính phủ cũng như cơ sở hạ tầng lớn sẽ chịu tổn thất nặng nề gây ra sự hoang mang, hoảng loạn. Sự xuất hiện của hỏa vận, vấn đề về thiên tai, tai họa và dịch bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, phá vỡ sự bình thường. Thảm họa do nhiệt độ cao gây ra cũng như tác động của độ lạnh cực độ là không thể xem thường. Chúng khác với thiên tai bình thường, ôn hòa và chậm rãi. Thảm họa của hỏa vận sẽ đột ngột xuất hiện và nhanh chóng lan rộng, có tính diệt vong. Anthony Chung nói rằng, lửa có thể mang lại sự ấm áp cho thế giới, nhưng bản chất của nó là nóng bức. Vì vậy, một khi bị kích động, nó sẽ trở nên rất lạnh lùng, và đó chính là nguyên lý của âm dương và tự nhiên. Mọi sự kiện đều có nguyên nhân và kết quả. Vậy nên cuối cùng ông nói rằng hỏa vận là sự kết thúc của thiên đường, sự phán xét của cửu vận sắp đến. Anthony Chung kêu gọi mọi người hãy yêu thương trái đất, không để trái đất trở nên yếu đuối và suy tàn. Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách không thể trì hoãn. Đó không phải là công cụ của các quốc gia lớn. Đừng đợi khi thảm kịch xảy ra, vì khi đó sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Sự biến đổi thất thường của thời tiết sẽ vượt xa sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Sự biến động của hỏa vận sẽ làm ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng ta, khơi dậy nỗi sợ hãi về sự bất lực và sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng đánh mất bản thân mà hãy tin rằng chúng ta có khả năng đương đầu với nó. Nếu mỗi cá nhân trên trái đất bắt đầu tu tập, xung đột toàn cầu sẽ giảm đi đáng kể. Hòa bình sẽ không chỉ tồn tại trong giấc mơ, trải qua hỏa vận tái sinh sẽ đến cơ hội mới. Thực ra, Anthony Chung rất lo lắng vì năm nay sẽ xuất hiện các thảm họa thiên tai tàn khốc quy mô lớn hơn. Hy vọng rằng những hành động thiện lành có thể giúp nhân loại tránh khỏi nguy hiểm. Anan dự đoán thế giới sẽ có những thay đổi lớn vào năm 2024. Những quốc gia nào được điểm mặt? Thần đồng Ấn Độ Anan gần đây đã đưa ra dự đoán mới nhất cho năm 2024 rằng xung đột thế giới sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Trong tiên đoán của mình, Anan đã điểm mặt cụ thể là quốc gia nào? Liệu lời tuyên bố của anh ấy có thực sự đáng tin cậy không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay.
Tâm Linh Cuộc Sống luôn cập nhật những tiên tri mới nhất của các nhà tiên tri. Rất nhiều người trong số chúng ta có lẽ đã từng nghe đến cái tên Adnan. Vào giữa tháng 1 năm 2024, Adnan đưa ra dự đoán rằng tình hình chính trị toàn cầu trong tương lai sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và bản đồ thế giới cũng sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Nói một chút về Adnan. Adnan sinh ra trong một gia đình bình thường ở Karnataka, Ấn Độ vào năm 2006. Từ nhỏ, Adnan đã thể hiện được tài năng thiên phú với khả năng ghi nhớ và học tập đáng kinh ngạc. Năm 7 tuổi, chuyến đi đến một ngôi chùa đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của anh ấy. Một niềm yêu thích mãnh liệt đối với tiếng Phạn nảy mầm từ đó và vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ trong một năm, Adnan không chỉ ghi nhớ 300 câu thơ Bhagavad Gita, mà thành tích này còn được đăng lên Times of India, một nhật báo tiếng Anh tại Ấn Độ, khiến Adnan trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cùng năm đó, gia đình đã giúp anh ấy mở một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và bắt đầu chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Sau đó không lâu, Adnan bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu học chiêm tinh thuật. Từ góc nhìn rộng nhất, chiêm tinh thuật chính là những điều bí ẩn của không gian, lấy vị trí hoặc chuyển động của thân thể để giải thích thế giới của chúng ta. Ngay từ thời cổ đại, con người đã bắt đầu có ý thức dựa vào chu kỳ thiên văn để đo lường, ghi chép và dự đoán những biến đổi mùa vụ. Ví dụ như người Ấn Độ cổ đại, người Maya cổ đại đã phát triển các hệ thống thiên văn phức tạp. Họ thậm chí còn cố gắng dự đoán các sự kiện trên trái đất bằng cách quan sát các thiên thể. Tại Trung Quốc cổ đại cũng có hệ thống chiêm tinh. Họ không tiến hành nghiên cứu con người một cách độc lập mà dung hợp vào trong hệ thống các thiên thể rộng lớn, xem con người cùng là một phần của tự nhiên. Người Trung Quốc cổ đại gọi lối suy nghĩ độc đáo này là sự hợp nhất của thiên đường và nhân loại. Vào thời Xuân Thu và Chiến Quốc, có một nhà thiên văn học tên là Thạch Thân đã có những nghiên cứu sâu sắc về các hiện tượng thiên văn tự nhiên. Ông cho rằng bản chất của con người và tự nhiên có mối liên hệ với nhau, từ đó tạo ra chiêm tinh học sơ khai. Tác phẩm về thiên văn của ông được tôn sùng có tên là Thạch Thị Tinh Kim, gồm có 8 cuốn. Quyển sách này được người đời thời kỳ Tây Hán vô cùng ca ngợi. Thuật chiêm tinh mà thần đồng tiên tri Adnan quan tâm và theo học chính là chiêm tinh thuật Vệ Đà. Kinh Vệ Đà ban đầu có nguồn gốc từ Ấn Độ, tuy nhiên thời điểm xuất hiện chính xác vẫn chưa được xác định vì hầu hết kiến thức về Kinh Vệ Đà và các kinh văn Hindu khác được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua phương thức truyền miệng, chưa có văn bản ghi chép cụ thể. Vậy nên trong một thời gian dài, hình ảnh của Adnan trên mạng xã hội chỉ là thần đồng chứ không phải là một nhà tiên tri. Phạm vi thu hút sự chú ý cũng không lớn. Mãi đến sau này, một dự đoán đã được đưa ra khiến cho Adnan gần như nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm. Vậy nên, dự đoán năm 2024 của Adnan cho rằng khủng hoảng toàn cầu sẽ gia tăng trở lại đã khiến cư dân mạng trên toàn thế giới lo lắng. Tại sao thần đồng Ấn Độ này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy khi mới chỉ là một thiếu niên? Quay lại thời điểm ngày 22 tháng 8 năm 2019, từ một video tiên đoán mà Adnan đăng trên YouTube có đề cập đến việc trong tháng 11 tới, trái đất sẽ phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng. Căn bệnh này có thể mang lại thảm họa lớn cho nhân loại. Và ngoài nỗi lo do dịch bệnh gây ra, các ngành công nghiệp khác nhau trên thế giới, đặc biệt là ngành hàng không, cùng những ngành liên quan cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Theo Adnan, những sự kiện trên xảy ra là do sao Mộc, ngôi sao bảo vệ trái đất, đang ở một vị trí rất bất lợi. Ban đầu rất ít người tin vào dự đoán của anh ấy, bởi ngày nay, với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ y tế, mọi người đều cho rằng nhân loại đã làm chủ được vũ khí phòng bệnh và sẽ không bao giờ để bệnh tật kiểm soát nữa. Hơn nữa, cho dù là bệnh tật gì bùng phát, sẽ luôn có những dự báo trước. Đứng trước phản ứng của cư dân mạng, Adnan cũng không giải thích quá nhiều. Cuối năm 2019, tình hình thế giới đột ngột thay đổi. Một trận bệnh dịch càn quét khắp thế giới. Lịch sử thế giới cũng vì thế mà được viết lại khi cuộc sống của nhân loại trải qua những thay đổi trước giờ chưa từng có. Thông qua sự việc trên, tên tuổi của Adnan đã lan rộng khắp thế giới và khí chất thần đồng của anh ấy càng trở nên chói sáng hơn. Trên thế giới còn có rất nhiều nhà chiêm tinh học vô cùng uyên bác, nhưng lúc đó Adnan được tôn sùng là nhà chiêm tinh học đầu tiên trên thế giới. Sau đó anh còn thành công tiên đoán được cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Adnan có đăng một đoạn video nói rằng anh đã quan sát được một hiện tượng thiên thể mang tên Kala Sapra Yuga từ các vì sao. Khi hiện tượng thiên thể này hình thành, năm hành tinh sẽ bị mắc kẹt trên trục
của Kailasapra Yoga. Chúng ta đều biết rằng việc tính toán thời gian của trái đất dựa trên chu kỳ của hành tinh và tự quay. Sự xuất hiện của loại hiện tượng thiên thể này đồng nghĩa với việc thời gian đã bị đánh cắp, tạo ra năng lượng tiêu cực khổng lồ và gây ra một cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Ngoài ra, Annan còn đưa ra dự đoán chính xác về trận động đất ở Nhật Bản. Những sự kiện diễn ra ngày càng khiến anh ấy trở nên nổi tiếng. Khi cả thế giới vừa bước sang năm 2024, Annan đã đăng dự đoán mới nhất trên trang mạng xã hội. Vậy, những dự đoán này liên quan đến điều gì? Vào giữa tháng 1 năm 2024, Annan đưa ra dự đoán rằng tình hình chính trị toàn cầu trong tương lai sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và bản đồ thế giới cũng sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn. Lời nói của anh ấy có thực sự đáng tin cậy không? Annan đã phát hiện ra điều gì trong cuộc tố cáo hàng giả của giới truyền thông Tây Ban Nha? Cảnh báo về một thế lực nước ngoài có thể chống lại nước Anh đã được thần đồng tiên tri Annan đưa ra khi chỉ vừa mới bắt đầu năm 2024. Trong năm nay, nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Anh có thể phải đối mặt với những mối nguy hiểm lớn và cả nước cũng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn vào tháng 4. Vào thập kỷ qua, nước Anh đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi tìm kiếm sự trung lập và tồn tại trong bối cảnh vận mệnh của mặt trăng đang yếu đi. Nhưng với sự xuất hiện của sao hỏa vào tháng 4 năm nay, Anh sẽ bộc lộ đặc tính hỏa mạnh mẽ hơn, có tính xâm lược hơn. Điều này có thể dẫn đến việc nước Anh bị lôi kéo vào các cuộc xung đột khu vực trong những năm tới. Về tình hình thế giới, Annan cũng đưa ra kết luận rằng xung đột sẽ tiếp tục lan rộng vào năm 2024. Liệu những dự đoán này đáng tin cậy đến mức nào khi có nhiều phương tiện truyền thông gọi Annan là nhà tiên tri và phóng đại những dự đoán của anh ấy? Tuy nhiên, cũng có một số phương tiện truyền thông lại chỉ trích những dự đoán của Annan. Họ tin rằng những dự đoán của Annan dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tình hình toàn cầu. Chẳng hạn như khi tất cả các quốc gia đều bất lực trước virus corona mới, Annan nhân cơ hội này đã đưa ra quan điểm rằng dịch bệnh sẽ kéo dài. Mặt khác, Annan chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nên thậm chí một số người bắt đầu cho rằng đằng sau anh ấy chắc chắn có một tổ chức tư vấn bày mưu tính kế. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Nếu muốn biết sự thật, phải có chứng cứ xác thực. Một cơ quan thông tấn nhà nước của Tây Ban Nha, tên là EFE, đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Theo EFE, video khiến Annan nổi tiếng vào năm 2019 chủ yếu tập trung vào những dự đoán của anh ấy về tình hình quốc tế. Thực ra vấn đề về dịch bệnh chỉ được nhắc đến một lần và không có bất kỳ giải thích chuyên sâu. Phát hiện này gây sốc cho mọi người bởi vì những dự đoán khác của Annan trong cùng video gần như chưa thành hiện thực. Trong video, anh mạnh dạn dự đoán rằng có 99% khả năng xảy ra hai cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, giữa Ấn Độ và Pakistan. Thị trường toàn cầu sẽ sụp đổ do nhiều thảm họa khác nhau và thậm chí có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Ngoài ra, Annan còn dự đoán chiến tranh sẽ khiến giá dầu tăng cao. Tuy nhiên trên thực tế lại hoàn toàn khác với lời anh ấy nói. Trước tháng 4 năm 2020, mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng nhưng không hề xảy ra chiến tranh, tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan lại càng hòa bình không xung đột, càng không có dấu hiệu của chiến tranh thế giới thứ ba. Giá dầu tăng vọt mà Annan dự đoán, trên thực tế lại giảm mạnh do cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, anh còn viết trên Facebook rằng 27.500 người ở Ấn Độ sẽ chết vì Covid-19. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng ở Ấn Độ lớn hơn nhiều so với con số được đưa ra. Có thể thấy, dự đoán của Annan không phải lúc nào cũng chính xác. Hiện tại, video dự đoán về dịch bệnh của Annan mà anh ghim lên đầu trang Facebook của mình đã bị phía chính phủ đánh dấu là có phần sai sự thật. Vậy nên, chúng ta có thể xem lời tiên tri mà thần đồng Ấn Độ đưa ra vào đầu năm nay như một lời khuyên, vì con người sẽ không 100% biết trước điều gì xảy ra tiếp theo. Tiên đoán của Parker về vận hạn năm 2024, 12 dự đoán thảm họa và phương Đông sẽ mở ra một năm may mắn. Nhà tiên tri vận hạn người Anh gần đây đã đưa ra dự đoán về năm 2024 và như mọi khi, ông đã nói về rất nhiều thảm họa, đặc biệt là trong số 12 dự đoán về thảm họa, có đến 3 dự đoán về Nhật Bản. Nhưng đồng thời ông cũng cho biết, năm tới đây sẽ là một năm may mắn cho khu vực phương Đông. Dự đoán của ông rốt cuộc có đáng tin không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nhà tiên tri vận hạn người Anh đã từng được Tâm Linh Cuộc Sống nhắc tới rất nhiều lần. Ông chính là Clyde Hamilton Parker. Người ta nói rằng ông có siêu năng lực từ khi còn trẻ và nhìn thấy được viễn cảnh của tương lai. Hiện nay, Parker đã 68 tuổi,
và trong phần lớn cuộc đời mình, ông đã thuận lợi sử dụng siêu năng lực của bản thân để dự đoán tương lai. Trong những năm gần đây, Parker thường đưa ra một số dự đoán vào cuối mỗi năm về năm sắp tới. Và vì những lời tiên đoán của ông đều rất chính xác, nên đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Đồng thời, vì phần lớn những lời tiên đoán được đưa ra đều là thảm họa, hỗn loạn và những điều tồi tệ, nên Parker còn được mệnh danh là nhà tiên tri vận hạn. Chẳng hạn vào năm 2016, truyền thông Mỹ và các cơ quan dự đoán trên khắp thế giới đều tin rằng Hillary Clinton sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhưng Parker khẳng định Donald Trump sẽ thắng và mang đến cho thế giới một chấn động lớn. Kết quả chúng ta đều biết rằng Donald Trump đã đắc cử và thực hiện hàng loạt hành động như thành lập nhiều tổ chức quốc tế, thực hiện các chính sách chống toàn cầu hóa, xây dựng một Mexico hùng mạnh, v.v. Một ví dụ khác là vào năm 2019, Parker đã dự đoán sẽ xảy ra một thảm họa thiên nhiên khó tưởng tượng ở Australia. Ông còn nói thảm họa sẽ kéo dài ít nhất một tháng và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ban đầu người ta khó có thể tưởng tượng rằng một thảm họa nào đó có thể kéo dài lâu như vậy. Nhưng trận cháy rừng ở Australia vào tháng 9 năm 2019 đã lan rộng với sức mạnh không thể ngăn cản. Thảm họa sinh thái do trận cháy rừng này gây ra đã đủ để ghi vào lịch sử trái đất. Lời tiên tri của Parker từ đó đã bắt đầu được mọi người coi trọng. Nhưng điều thực sự khiến ông được cả thế giới biết đến gần giống như lời tiên đoán của thần đồng Ấn Độ Adnan về dịch bệnh COVID-19. Lời tiên đoán này đã khiến độ nổi tiếng của Parker tăng cao, giúp ông trở thành một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thời hiện đại. Sau đó, hàng loạt dự đoán khác về sóng thần Nhật Bản, sự qua đời của nữ hoàng Anh và các sự kiện lớn khác cũng liên tục chính xác. Vậy vào thời điểm cuối năm nay, nhà tiên tri vận hạn đã đưa ra những dự đoán gì cho năm 2024? Đầu tiên, Parker một lần nữa đưa ra dự đoán về Donald Trump. Có vẻ ông rất quan tâm đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đầu, ông tin chắc rằng Trump sẽ đắc cử. Thế nên trong cuộc bầu cử năm 2020, Parker nói rằng Donald Trump sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Bởi vì có hai cơ hội làm Tổng thống, nên lần này ông lại một lần nữa đưa ra dự đoán rằng Donald Trump sẽ tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Và với sự giúp đỡ của một phụ nữ da đen, Trump lần nữa đạt được thành công tương tự như lần trước. Việc Donald Trump đắc cử cũng sẽ mang đến những thay đổi to lớn cho thế giới. Chỉ là ông không thể nhìn rõ sự thay đổi này là tốt hay xấu. Đồng thời Parker còn khẳng định Donald Trump cũng sẽ gặp vấn đề về thể chất. Liên quan đến Tổng thống đương nhiệm Biden, Parker cho biết Tổng thống có thể sẽ gặp phải một sự cố bất ngờ và tàn khốc bởi vì ông ấy nhìn thấy một nhóm người cầm súng AK-47 chen vào bài phát biểu của Biden bất chấp mọi sự ngăn cản. Còn về mục đích của nhóm người này là gì và điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với Biden thì Parker không nói rõ. Danh tính của nhóm người này cũng không được Parker tiết lộ. Vậy ngoài cuộc chiến tranh giành chức Tổng thống Mỹ, Parker còn đưa ra những dự đoán nào khác? Nhà tiên tri vận hạn người Anh Hamilton Parker đã đưa ra 10 dự đoán cho năm 2024. Dự đoán thứ 3 là chiều cao của người Nhật sẽ đột ngột giảm lại vào năm 2024 là 10cm. Làm sao chiều cao của con người lại có thể co lại 10cm? Đây quả là một dự đoán vô cùng hoang đường, khiến nhiều người thắc mắc, rốt cuộc là vì sao mà dân số hơn 100 triệu người của Nhật Bản lại có thể đột nhiên thấp đi 10cm? Tuy nhiên Parker cho rằng nguyên nhân là do Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển, khiến vùng biển gần Nhật Bản đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều loài cá biển tích tụ lượng lớn chất độc và cá lại là thực phẩm chủ yếu ở Nhật Bản. Sau khi ăn phải những thực phẩm bị ô nhiễm này, cấu trúc cơ thể của người Nhật sẽ bị thay đổi, khiến chiều cao của họ giảm đi 10cm, gần giống như việc bị dị tật bởi nhiễm độc hạt nhân. Dự đoán trên không phải là điều duy nhất khiến Nhật Bản lo lắng, bởi dự đoán thứ tư của Parker còn tiết lộ một vụ nổ siêu lớn sẽ xảy ra tại căn cứ thí nghiệm dưới đáy biển của Nhật Bản, thậm chí còn gây ra sự chia cắt một hòn đảo. Nhà tiên tri trước đó đã nói rằng núi Phú Sĩ ở Nhật Bản có thể phun trào vào năm 2024 với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, khiến toàn Tokyo có thể bị nuốt chửng. Nhưng dự đoán thứ 5 của Parker lại cho rằng núi Phú Sĩ sẽ tương đối ổn định vào năm 2024, nên người Nhật không phải lo lắng về nó. Lời tiên tri thứ 8 của Parker là Hoa Kỳ sẽ xảy ra một trận động đất lớn, vùng động đất kéo dài từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến thành phố Mexico thuộc thủ đô của Mexico. May mắn thay, trận động đất này không gây ra quá nhiều thương vong. Nhưng cùng lúc với trận động đất, cuộc khủng hoảng kinh tế cũng nổ ra, khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề.
bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, tiền điện tử sẽ tiến hành những điều chỉnh đáng kể. Thị trường chứng khoán hỗn loạn nghiêm trọng khiến vô số người tán ra bãi sản. Sự thiếu hụt dầu mỏ, giá cả tăng cao khiến việc di chuyển bằng ô tô cũng trở nên vượt quá khả năng chi trả của nhiều người và công nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, dự đoán thứ 9 của Parker chính là một trận lũ lụt quy mô lớn sẽ bùng phát ở châu Âu. Trận đại hồng thủy này sẽ khiến cả London trở thành thành phố chìm trong nước. Cùng lúc đó, ông cũng nhìn thấy một hòn đảo đang chìm dần và biến mất. Parker chỉ biết hòn đảo này nằm ở châu Âu, nhưng chính xác là đảo nào thì ông không thể thấy rõ. Một số cư dân mạng tỏ ra vô cùng quan tâm về trận lũ lụt lớn ở London và cho rằng đây có thể là sự sụp đổ của nước Anh. Với 9 dự đoán đầu tiên, đa số đều là những tin xấu, xem ra Parker thực sự xứng danh với tên gọi nhà tiên tri vận hạn. Tất cả những lời tiên tri được đưa ra đều là thảm họa, nhưng trên thực tế, ngoài những thảm họa này, Parker còn nhìn thấy một tương lai mới. Trong 14 lời tiên tri mà Parker dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2024, có đến 12 lời tiên tri liên quan đến thảm họa. Nhưng ông lại cho rằng phương Đông sẽ mở ra những hy vọng mới vào năm tới. Đây rõ ràng là một ngoại lệ kể từ khi Parker được mọi người biết đến. Hy vọng nhỏ bé nào đã được Parker tiết lộ cho mọi người trên thế giới. Parker, nhà tiên tri vận hạn, đã liên tục đưa ra những dự đoán về tương lai trong hơn 10 năm. Vậy nên, những lời dự đoán bị lãng quên là điều rất bình thường. Tuy nhiên, đối với năm 2024, ông lại bắt đầu đưa ra những lời tiên tri mà mình đã nhìn thấy được từ trước. Lời tiên tri thứ 10 của Parker đã đề cập, vào năm 2024, thế giới sẽ hình thành hai liên minh lớn là Đông và Tây. Đồng thời, trái đất sẽ bước vào một kỷ nguyên trật tự mới, được thiết lập bởi liên minh phương Đông. Họ sẽ dẫn dắt thế giới đến hòa bình. Và nhân vật quan trọng nhất của liên minh phương Đông là một chủng tộc mới. Parker không biết những con người mới này xuất hiện như thế nào, nhưng họ có sức hút không gì sánh được. Ông ấy đã cố gắng lý giải về những con người mới, nhưng rất mơ hồ. Chỉ biết rằng họ có liên quan đến người ngoài hành tinh. Và Parker cũng nói rằng vào năm 2035 họ sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Nếu chúng ta đánh giá từ dự đoán trên thì chắc chắn sẽ có một sự kiện lớn xảy ra vào năm 2035. Lúc đó, nhân loại mới cần được giải cứu. Điều này cũng liên quan đến dự đoán thứ 11 của ông ấy. Đó là thế giới sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh vũ trụ quy mô nhỏ vào năm 2024. Ông cũng không biết hai bên trong cuộc chiến tranh vũ trụ là ai, nhưng cuộc chiến này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Đến năm 2030 sẽ phát triển thành chiến tranh vũ trụ quy mô lớn. Và có lẽ chính vì cuộc chiến này mà nhân loại đã rơi vào nguy cơ ngày tận thế, vậy nên mới có hình ảnh con người mới đến giải cứu thế giới. Parker còn nhìn thấy một khả năng khác, đó là mặt trời sẽ sớm bị phân hủy. Ông cho biết mình đã nhìn thấy mặt trời phân hủy khiến phương Tây chìm vào bóng tối. Điều này không chỉ gây ra sự tan rã của xã hội mà còn gây ra nhiều cuộc chiến tranh. Nhưng điều kỳ lạ là một mặt trời mới lại xuất hiện ở phương Đông và tiếp tục thời đại phồn vinh. Có lẽ đây là công lao của những con người mới và việc họ giải cứu thế giới cũng có thể đồng nghĩa với việc giải cứu phương Tây ra khỏi bóng tối. Ngoài ra, Parker còn nói trong tuyên bố thứ 12 của mình rằng một loại virus lạ sẽ xuất hiện vào năm 2024. Nhưng khác với những nhà tiên tri khác, ông Parker không nói đến loại virus gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà là một loại virus mạng. Chúng sẽ tấn công tất cả cơ sở hạ tầng mạng và khiến mạng lưới trái đất bị tê liệt. Loại virus này dường như không phải là sản phẩm của trái đất mà là nguồn gốc của chúng là ở Israel. Một số nhà phân tích cho rằng loại virus này có thể là công nghệ của kẻ xâm lược người ngoài hành tinh và Israel chính là gián điệp của người ngoài hành tinh trên trái đất. Những dự đoán của Parker về năm 2024 thực sự vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cho dù là những người ủng hộ trung thành nhất của ông cũng sẽ thấy những lời dự đoán này khó tin. Ngoài 12 dự đoán trên, Parker còn đưa ra tin tốt, đó là trong lĩnh vực y tế sẽ có bước đột phá lớn. Ông cho biết, vào năm 2024, thông qua nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, con người đã tìm ra cách đối phó với bệnh ung thư, đồng thời đạt được tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu bệnh Alzheimer. Hai tin tức mà ông đưa ra quả thực khiến toàn bộ người nghe cảm thấy rất phấn khởi. Bởi nếu lời tiên tri này thực sự có thể trở thành hiện thực, thì hàng chục triệu người trên thế giới sẽ được cứu sống. Đối với những dự đoán của Hamilton Parker mà chúng tôi mang đến từ đầu video, bạn hãy xem đó như một lời cảnh báo và đừng quá tin là thật. Tâm linh cuộc sống từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chúng tôi chỉ cập nhật thông tin, tính chính xác luôn phải chờ đợi thời gian, bởi nắm bắt thời cơ và sống cuộc sống trước mắt mới là ý nghĩa thực sự. Quickly, nữ tiên tri đầu tiên ở Mỹ. 5 dự đoán lớn cho năm 2024.
núi lửa lớn nhất châu Á có thể phun trào. Một nhà tiên tri hàng đầu nước Mỹ dự đoán rằng núi lửa lớn nhất tại châu Á sẽ phun trào vào năm 2024. Xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Người này từng là nữ cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ. Bà cũng đã nhiều lần tiên đoán đúng những sự kiện lớn trên thế giới, nhưng không được quá nhiều người biết tới. Bà ấy thực sự có tài năng gì đặc biệt và liệu những dự đoán trên có thực sự đáng tin cậy hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Nữ tiên tri đầu tiên của nước Mỹ. Trong số các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, có một người phụ nữ đặc biệt. Bà không phải là chính trị gia người Mỹ, không phải là doanh nhân hàng đầu và chắc chắn không phải là một nữ bảo vệ hay chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, mỗi khi Reagan gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định hoặc không thể nhìn rõ hướng đi trong tương lai, ông luôn tìm kiếm sự tư vấn từ vị nữ cố vấn của mình. Mặc dù là cố vấn cá nhân, nhưng Tổng thống Reagan chỉ là một trong số nhiều khách hàng của bà. Nhiều người trong chúng ta có thể đã nghe nói về John Quigley, được biết đến với danh hiệu nhà ngoại cảm hàng đầu của Mỹ. Quigley sinh ra tại Philadelphia, Mỹ, nhưng trong một thời gian dài sau khi ra đời, bà được xem là một đứa trẻ khuyết tật vì bà không bao giờ nói chuyện. Ngoại hình bà thực sự trông rất ngốc và luôn nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm suốt cả 1-2 tiếng. Cho đến năm 9 tuổi, Quigley bất ngờ nói chuyện với cha mẹ, nhưng những lời nói của bà làm cha mẹ vừa vui mừng vừa lo sợ. Bà Quigley đã nói rằng gia đình mình phải dọn hết tài sản quý giá ra khỏi nhà, nếu không, một cơn mưa lửa sẽ phá hủy tất cả. Điều này đối với người bình thường thực sự rất khó hiểu, vậy nên cha mẹ của Quigley cũng không chú ý nhiều, mà thay vào đó, họ bắt đầu chuẩn bị tiệc để ăn mừng việc con gái họ đã biết nói chuyện. Tại buổi tiệc, Quigley tỏ ra rất bình tĩnh, dường như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Trong khi đó, cha mẹ bà đã biến câu nói đầu tiên của con gái thành một câu chuyện phiếm để kể cho bạn bè và người thân. Một lúc sau, Quigley bắt đầu trở nên kích động hơn. Bà ném bánh, thức ăn trên bàn cùng một số tài sản quý giá ra ngoài sân như điên dại. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người và họ cũng lần lượt chạy ra sân. Khi rời khỏi nhà đến sân sau, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Bầu trời đầy lửa và rơi như mưa xuống mái nhà. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã phủ kín cả căn nhà. Hóa ra một chiếc xe bồn chở dầu đang đi qua nhà Quigley thì đột ngột mất kiểm soát và va vào tảng đá ven đường. Cú va chạm mạnh đã gây ra vụ nổ lớn. Lượng dầu bị đốt cháy được phóng lên mái nhà của gia đình Quigley, dẫn đến cơn mưa lửa này. Mọi người đều bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Nếu vẫn ở trong nhà thì chắc chắn họ không có khả năng sống sót. Khi nghĩ đến điều này, mọi người lập tức nhận ra lý do họ sống sót chính là sự bất thường của Quigley. Đồng thời họ cũng nghĩ đến lời tiên tri về một trận mưa lửa thiêu rụi căn nhà. Cảnh tượng trước mắt này không phải là sự minh chứng cho dự đoán của bà ấy sao? Sự việc trên đã giúp Quigley trở nên nổi tiếng về khả năng tiên đoán kỳ diệu. Một đứa trẻ khuyết tật trước đây bỗng chốc trở thành một thiên tài tiên tri. Và Quigley cũng không làm mọi người thất vọng. Mỗi khi có người nhờ giúp đỡ, bà luôn dùng những dự đoán của mình giúp họ giải quyết vấn đề với tỷ lệ chính xác cực cao. Tuy nhiên, Quigley chỉ thật sự bước lên sân khấu quốc gia khi những câu chuyện giữa bà và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan được công bố. Ngày chuyển sang đêm của nước Mỹ. Trong cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Reagan có một người quan trọng không thể thiếu. Người ta nói rằng khi tranh cử thống đốc, ông không được nhiều người đánh giá cao, thậm chí chính Reagan cũng không tự tin vào bản thân. Chính vào thời điểm đó, một người bạn đã cho ông số điện thoại của một nhà tiên tri, đó là Quigley. Khi gặp nhau lần đầu, cả hai đều rất ngạc nhiên. Reagan không ngờ người phụ nữ này lại trẻ đẹp như vậy. Bà Quigley cũng không ngờ rằng vị chính trị gia muốn trở thành thống đốc lại còn trẻ và đẹp trai đến thế. Tất nhiên, không có tình cảm nào nảy nở giữa họ, mà ngược lại, họ rất ăn ý khi hợp tác. Bà Quigley nói với Reagan rằng ông sẽ thắng trong trận đấu sắp tới và thậm chí là thắng liên tiếp 2 lần. Reagan hiểu ngay ý nghĩa của Quigley, nhưng vào lúc đó, ông không hoàn toàn tin vào lời tiên đoán này. Nhưng sự thật cuối cùng chứng minh Quigley đã đúng, Reagan không chỉ trở thành tổng thống mà còn tái đắc cử thành công. Chính vì sự việc này, Reagan tin tưởng tuyệt đối vào Quigley. Mỗi khi ông gặp khó khăn không thể giải quyết đều phải tìm Quigley để tham vấn. Ông Reagan muốn thuê Quigley làm cố vấn cá nhân, nhưng bà đã có kế hoạch cho cuộc đời và không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn vì Reagan. Nhiều năm sau,
Reagan đang chuẩn bị tranh cử tổng thống, nhưng trước tiên ông phải trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Lần này tỷ lệ tán thành của Reagan cũng rất thấp, nhưng bà Quigley đã nói, đối thủ của bạn sẽ mất một cánh tay, và cánh tay đó sẽ đến với bạn. Vì vậy bạn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua một cách suôn sẻ. Lời nói có phần kỳ lạ của Quigley đã truyền cảm hứng cho ông Reagan tự tin bắt đầu tham gia bầu cử. Có lẽ chính sự tự tin này đã giúp Reagan giành được sự ưu ái của Kissinger, cánh tay phải của Ford, đối thủ của Reagan. Những năm tiếp theo, Quigley tiếp tục dự đoán các sự kiện như vụ ám sát Reagan và việc ông tái đắc cử, sự cải cách và mở cửa của các nước lớn ở châu Á, 30 năm kinh tế Nhật Bản trì trệ và sự tan rã của Liên Xô. Sau khi cựu Tổng thống Reagan qua đời vì bệnh tật vào năm 2004, Quigley bắt đầu rút lui và trở về quê hương. Tuy nhiên, bà vẫn không ngừng đưa ra những dự đoán. Người ta nói rằng Quigley đã lưu giữ tất cả những dự đoán của bà ấy trong một chiếc hộp do Reagan đưa cho mình. Mỗi khi năm mới đến, sẽ có 5 dự đoán được đưa ra để cảnh báo mọi người. Mặc dù bà Quigley hiện đã qua đời, nhưng 5 dự đoán cuối cùng của bà đã được công bố. Vậy 5 dự đoán này đề cập đến những khía cạnh nào? Dự đoán đầu tiên nói về việc sau 20 năm kể từ khi cựu Tổng thống Reagan qua đời, vùng đất này sẽ nhanh chóng biến từ ban ngày thành đêm tối. Nhà Trắng sẽ chào đón vị nữ Tổng thống đầu tiên. Vùng đất này có thể là đang ám chỉ về Mỹ. Một số người cho rằng đây có thể là dự đoán về sự thay đổi khí hậu, nhưng cũng có người nói rằng có thể là ám chỉ về sự qua đời của một vị Tổng thống. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán dành riêng cho nước Mỹ và không liên quan nhiều đến thế giới. 4 dự đoán khác mới là điều khiến nhiều người chú ý. Trước khi qua đời, nhà tiên tri chính xác nhất nước Mỹ, Quigley, đã công bố 5 dự đoán cho năm 2024, bao gồm một vụ cháy lớn giữa các eo biển và phun trào núi lửa lớn nhất ở châu Á. 4 nội dung của dự đoán tiếp theo là gì? Lời tiên tri cho năm 2024. Dự đoán thứ 2 của nhà tiên tri Quigley nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ dừng lại trong năm nay, với lý do từ một vụ cháy vào 3 tháng cuối cùng của năm 2024. Tuy nhiên, tầm nhìn của thế giới không tập trung vào đó, mà là ở hai bên của một dãy núi tuyết. Sau đó, người ta sẽ đặt mục tiêu bay lên mặt trăng trong năm nay. 3 người nắm giữ chìa khóa quyền lực của thế giới sẽ qua đời. Sự kiện lớn vào 3 tháng cuối cùng là gì? Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Đối với tiên đoán mà Quigley đã tiết lộ rằng ánh sáng của thế giới sẽ tập trung ở hai đầu của dãy núi tuyết, một số người tin rằng đó có thể là dãy Himalaya. Đề cập đến mặt trăng thì hiện tại, điều chúng ta biết về mặt trăng chỉ là kế hoạch khám phá mặt trăng của Trung Quốc và kế hoạch của Mỹ để đưa người lên mặt trăng vào năm 2024. Trong dự báo thứ 3 về thế giới, Quigley nói rằng cô ấy thấy một ngọn lửa bùng lên giữa eo biển nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Những ngư dân không cần chủ động nhặt vỏ sò vì vỏ sò sẽ tự động lăn vào thùng cá. Sự ẩn dụ này vô cùng dễ hiểu. Ngoài eo biển, Quigley cũng nói rằng có một vùng đất ở châu Phi sẽ bị cháy, nhưng ngọn lửa đó sẽ được dập tắt bởi một cơn mưa đỏ. Và quốc gia có dân số đông nhất sẽ nắm lấy chức vương triệu quyền lực của thế giới. Dự báo thứ 4 mà Quigley đề cập chính là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ đẩy con người vào thế giới ảo. Tuổi thọ của con người sẽ phụ thuộc vào tài sản của họ. Thực ra đây là một tin vừa tốt vừa xấu, bởi nó chứng tỏ công nghệ của con người đã tiến bộ, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Nhưng tin xấu là chỉ có những người giàu mới có thể tận hưởng điều này. Cuối cùng, dự báo của Quigley nói rằng thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra, nắng nóng kỷ lục sẽ kéo dài nhiều ngày và hạn hán cùng lũ lụt sẽ hoành hành trên toàn cầu. Những hoạt động địa chấn, núi lửa sẽ diễn ra rất thường xuyên và cho núi lửa sẽ rơi xuống cùng những cánh hoa anh đào. Có vẻ như bà đang ám chỉ về đất nước Nhật Bản. Liệu rằng đây có phải là dấu hiệu núi Phú Sĩ ở Nhật Bản sẽ phun trào vào năm 2024? Và cho núi lửa sẽ che phủ toàn bộ đất đai xung quanh, còn một số nơi khác thì lại bị nước biển nhấn chìm. Nếu đúng là dự đoán về Nhật Bản, thì đây sẽ là một thảm họa vô cùng đáng sợ. Trên đây là 5 dự báo của nhà tiên tri Quigley với những câu nói ẩn dụ mơ hồ. Vậy nên chúng ta hãy nghe như một câu chuyện và xem đó là lời khuyên trong cuộc sống. Bạn có điều gì muốn chia sẻ, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Mưa băng ở Hồ Bắc, cháy rừng ở Quý Châu. Lời tiên đoán trong Lưu Bá Ôn bia ký của Lưu Bá Ôn đang trở thành sự thật. Chỉ sau vài tháng đầu năm 2024, nhiều sự kiện thiên tai thảm khốc như động đất tại Tân Cương, cầu gãy ở Quảng Châu, hỏa hoạn tại Nam Kinh và vùng núi Quý Châu đã xảy ra. Nhiều sự cố đau lòng khác xuất hiện tại Trung Quốc cũng liên tục được đăng tải trên Internet. Tuy nhiên,
Những cảnh tượng này dường như đã được dự báo từ hơn 600 năm trước bởi Lu Bá Ôn, một vị tướng quân, nhà tiên tri xuất sắc hàng đầu thời nhà Minh được nhiều người biết tới. Vậy, Lu Bá Ôn đã tiên đoán những gì? Thảm họa năm 2024 chỉ là ngẫu nhiên hay đã được Lu Bá Ôn dự đoán trước từ lâu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá trong video ngày hôm nay. Những lời tiên tri mà Lu Bá Ôn đưa ra luôn được mọi người chú ý, và lý do hầu hết đến từ cuốn sách tiên tri của ông. Con người sẽ làm thế nào để biến tai họa thành vận may? Từ thời cổ đại, Trung Quốc có một câu nói luôn được truyền tai nhau, đó là Tam thống thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Lu Bá Ôn. Lu Bá Ôn tên thật là Lu Cơ, tự là Bá Ôn, từ nhỏ đã vô cùng thông minh và tài năng. Năm 29 tuổi, ông được thăng làm quan nhất phẩm, sau đó lại trở thành khai quốc công thần của nhà Minh, được Chu Nguyên Chương phong tước thành Ý Bá. Lu Bá Ôn giỏi phong thủy, kinh dịch. Trong thời kỳ phò tá Chu Nguyên Chương, ông đã để lại ba tác phẩm kinh điển, đó là Thiêu Bính Ca, Bách Chiến Kỳ Lược và Thiên Văn Thư. Trong đó, nội dung Thiêu Bính Ca là một cuộc đối thoại giữa Lu Bá Ôn và Chu Nguyên Chương, được truyền miệng qua các thế hệ. Năm 1918, Quốc dân đảng đã phát hiện ra một tấm bia đá khi đặt trụ sở tại Nam Kinh, tức Kim Lăng xưa. Khu vực gần tấm bia của một tòa tháp tại đây thường phát ra những âm thanh kỳ lạ, làm cho người dân xung quanh lo lắng. Sau đó, chính phủ đã ra lệnh phá bỏ tấm bia để trấn an lòng dân. Nhưng không ngờ khi hành động này đã vô tình tiết lộ một bí mật lớn. Công trình vừa bị phá vỡ thì đột nhiên xuất hiện một bia đá nổi tiếng ghi chép lại lời tiên tri của Lu Bá Ôn. Trong đó có nhiều dự báo về những sự kiện lớn của Trung Quốc. Đó cũng chính là văn bia tháp Kim Lăng mà chúng ta biết đến ngày nay. Ngoài ra còn có Lu Bá Ôn bia ký được người dân phát hiện trong một trận động đất tại Thiểm Tây vào năm 1933. Do ban đầu trong thời kỳ hỗn loạn của quân Việt, tấm văn bia không nhận được sự chú ý thực sự. Chỉ khi phát hiện ra những dự báo liên quan đến đại dịch Covid-19 nổ ra vào năm 2019, Lu Bá Ôn bia ký mới ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Qua nội dung chúng ta có thể thấy rằng, văn bia không chỉ dự báo về dịch bệnh mà còn dự đoán bối cảnh thế giới cho đến năm 2025. Trong đoạn đầu của văn bia đã đề cập đến đại dịch trong năm 2019 một cách rõ ràng rằng: nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, hãy xem từ tháng 9 đến tháng 10. Một câu nói mô tả thời gian xảy ra dịch bệnh sẽ nằm giữa tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tương đương với tháng 10 và tháng 11, đúng thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu. Kẻ nghèo 1 vạn, lưu 1.000, kẻ giàu 1 vạn, lưu 23. Điều này chứng tỏ dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, tác động của đại dịch sẽ ảnh hưởng đến cả những người giàu có, thậm chí còn nặng nề hơn. Ngoài ra, Lu Bá Ôn còn tiên đoán về những tác động nghiêm trọng hơn của dịch bệnh đối với đời sống con người. Vào thời điểm này, nhiều doanh nghiệp gặp phải khủng hoảng khi nền kinh tế phải đối mặt với nguy cơ lớn. Dịch bệnh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và doanh nghiệp. Thông qua bia đá, lời dự báo của Lu Bá Ôn cũng nhắc đến thời điểm kết thúc dịch bệnh. Đó là vào ngày thứ 13 của tháng 7 âm lịch, thậm chí cả những vị La Hán mạnh mẽ cũng khó mà vượt qua. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Dự báo của Lu Bá Ôn đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy ngạc nhiên. Không chỉ vậy, trong đoạn bia đá này cũng có những tiên đoán nhất định về năm 2024, cảnh báo rằng mọi người sẽ gặp khó khăn và thời kỳ rắc rối sẽ kéo dài trong cả hai năm rồng và rắn. Cẩn phòng nhân dân nan nan quá, oan quá thiên phiên long xả niên. Nói về hai năm rồng và rắn chính là năm 2024 và 2025 sắp tới của chúng ta. Sau hai năm này thì mọi người mới có thể đã xem là vượt qua khó khăn một cách suôn sẻ và an toàn. Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm họa tại Trung Quốc. Đầu năm 2024, khắp nơi tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều thảm họa khác nhau như mưa lạnh, mưa đá, bão tuyết và thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến mọi người. Điều này có thể dẫn đến vấn đề tiềm ẩn về khủng hoảng lương thực do ảnh hưởng đến việc trồng trọt và thu hoạch. Không chỉ vậy, vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, một động đất 3,2 độ Richter đã xảy ra tại Tuyền Châu, tỉnh Cam Túc. Chỉ ngày tiếp theo, một trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra tại Thổ Lỗ Phồn thuộc Tân Cương. Trong vòng một tháng sau đó, nhiều trận động đất đã liên tiếp xảy ra. Vào ngày 22 tháng 2, cây cầu Lịch Tâm Sa ở Quảng Châu đã bị gãy, làm xe cộ và người dân rơi xuống sông, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Mọi thứ đều trùng hợp với quan điểm về tam nguyên cửu vận trong hai năm rồng rắn này.
Năm 2024 là năm cửu lưu hỏa vận, nghĩa là mọi người không chỉ dễ cáu gắt, nổi loạn, mà xã hội có thể xảy ra nhiều thảm họa liên quan đến nước và lửa như núi lửa phun trào, chiến tranh, hỏa hoạn, v.v. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, một ký túc xá tại huyện Phong Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 13 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 1 tại Tân Dư, tỉnh Giang Tây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến 39 người thiệt mạng. Ngày hôm sau, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, một kho hàng đã bốc cháy, diện tích cháy lên đến hơn 400m². Vào lúc nửa đêm ngày 23 tháng 2, một tòa nhà chung cư ở thành phố Nam Kinh đã xảy ra hỏa hoạn do xe điện bốc cháy, khiến 15 người thiệt mạng và 44 người bị thương, cùng hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi. Các vụ thảm họa liên tiếp khiến người ta vô cùng đau lòng và lo lắng. Trong giai đoạn này, sự xảy ra thường xuyên của hỏa hoạn thực sự đáng lo ngại. Thực tế những điều trên đã được dự báo từ trước. Vì phương Đông thuộc về mộc trong ngũ hành nên đặc biệt dễ xảy ra các thảm họa liên quan. Chẳng hạn vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, ở Quý Châu cùng với các khu vực như Vân Nam, Quảng Tây và Sơn Tây đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, trong đó nghiêm trọng nhất là ở Quý Châu. Chỉ trong vòng 12 ngày, từ ngày 10 đến 21, tổng cộng đã xảy ra 221 vụ cháy rừng ở Quý Châu. Và cho đến ngày 22 tháng 2, các vụ cháy rừng ở Quý Châu mới được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi nhiều loài cây rừng, mà còn làm mất đi nhiều loại dược liệu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cuối năm 2023, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tái thiết cho các dược liệu, nhưng vụ cháy lớn đã gây ra nguy hại đối với môi trường, kinh tế, sức khỏe và chính sách của quốc gia này. Hình ảnh những thảm họa đan xen nhau thực sự là một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Có lẽ năm 2024 sẽ là một năm đặc biệt không chỉ đối với Trung Quốc mà là trên toàn thế giới. Chúng ta đều đã biết về thời kỳ khó khăn mà bia văn của Lưu Bá Ôn nhắc đến trong Năm Rồng và Năm Rắn. Bạn có cảm thấy khó khăn đã bắt đầu xuất hiện hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Tổng hợp 8 dự đoán đáng sợ cho năm 2024 từ các nhà tiên tri. Đầu năm 2024, hàng loạt thảm họa như động đất, núi lửa phun trào hay những cuộc xung đột đã xảy ra trên khắp thế giới. Có thể nói đây là một khởi đầu năm mới hiếm có trong lịch sử. Trong khi tất cả mọi người đều hy vọng rằng 2024 sẽ là một năm bình an và thuận lợi, thì một số nhà tiên tri lại cho rằng sẽ có điều gì đó bất ngờ, thậm chí là tồi tệ sẽ xảy ra vào năm nay. Giáo sư Tăng Sĩ Cường, một nhà Hán học có nghiên cứu chuyên sâu về Trung Quốc, từng nói rằng 2024 sẽ là một năm không hề đơn giản. Dự đoán mới nhất của thần đồng tiên tri Adnan cũng cho rằng năm 2024 sẽ là một năm vô cùng bất thường, và thậm chí đã rất lâu trước đây, nhà tiên tri Baba Vanga cũng đã đưa ra dự đoán rằng thế giới sẽ có biến động lớn vào năm 2024. Những nội dung này khiến cư dân mạng vô cùng lo sợ rằng những chuyện không tốt, không thuận lợi sẽ liên tục diễn ra trong năm này. Vậy, các nhà tiên tri lớn đã đưa ra những dự đoán nào cho năm Giáp Thìn sắp tới? Có đến 8 lời tiên tri về thảm họa cho năm 2024. Đầu tiên là về chiến tranh thế giới thứ 3. Vào ngày đầu tiên của năm 2024, những người theo dõi của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus cho biết một dự đoán khủng khiếp mà ông tuyên bố đã trở thành sự thật. Nostradamus từng chỉ ra rằng sẽ có hai thảm họa thiên nhiên vào năm 2024. Đầu tiên, đó là một trận động đất sẽ xảy ra ở phía đông, kèm theo sóng thần khiến nhà cửa bị hư hại và gây ra thương vong. Thực tế, ngay từ đầu, vào ngày 1 tháng 1 năm nay, một trận động đất 7,6 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Ishikawa thuộc Nhật Bản. Nhiều người bày tỏ rằng họ không thể tưởng tượng nổi một lời tiên tri đã từ lâu nay lại trở thành sự thật. Không những như vậy, Nostradamus còn dự đoán rằng chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra trong năm nay. Dự đoán trên xuất phát từ tác phẩm The Centuries đã được xuất bản hàng trăm năm trước đó. Trong đó ông nói rằng, khi ánh sáng của sao hỏa tắt, lửa trời sẽ xuống, đánh trực tiếp vào cung điện. Chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác, vua Louis không thể thất bại. Một số người cho rằng lời tiên tri của ông có thể miêu tả về cuộc xung đột dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 3 khi xung đột Nga-Ukraine lại được đẩy mạnh vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Các sự kiện khác vẫn còn đang tiếp diễn. Ngoài ra còn có vấn đề người tị nạn cùng sự lan rộng của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu và châu Mỹ. Nếu những dự đoán này trở thành sự thật, thế giới sẽ rơi vào thảm họa với quy mô chưa từng có, khiến hàng triệu người phải gánh chịu hậu quả, thậm chí là thương vong. Nền kinh tế toàn cầu và trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là sụp đổ.
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba là không thể xảy ra. Liên hệ đến trận động đất ở Nhật Bản và vụ phun trào núi lửa ở Iceland vào đầu năm nay, có thể thấy ban đầu không có nhiều người quan tâm đến hai thảm họa này bởi đó chỉ là một trận động đất, lũ lụt, một trận cháy rừng khiến một số loài tuyệt chủng hay sự biến mất của một thành phố. Cho đến khi thảm họa này liên quan mật thiết đến toàn nhân loại. Nhìn lại từ đầu năm 2024, kể cả khoảng thời gian trong năm 2023, con người ngày càng quan tâm hơn đến những thay đổi nhỏ của thế giới. Bởi rất nhanh chóng, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là hiệu ứng domino. Một số nhà thiên văn học đã đưa ra dự đoán thứ hai về thảm họa thế giới, đó là một tiểu hành tinh sẽ va vào trái đất vào năm 2024. Theo lịch sử ghi chép, sự tuyệt chủng của khủng long cũng có liên quan đến thiên thạch va chạm vào trái đất. Liệu siêu thảm họa này có xảy ra lần nữa trên tiểu hành tinh của chúng ta hay không? Các nhà khoa học đã tính toán chính xác và đặt tên cho nó là tiểu hành tinh Apophis. Quỹ đạo vận hành tương lai của Apophis có đường kính 370m và sẽ lao về trái đất ở một khoảng cách rất nhỏ vào ngày 13 tháng 4 năm 2024. Nhưng nếu quỹ đạo của Apophis thay đổi một chút, nó sẽ không chỉ đi ngang qua mà là va chạm vào trái đất và ma sát sâu trong bầu khí quyển. Việc các tiểu hành tinh va vào trái đất sẽ giải phóng lượng năng lượng khổng lồ dẫn đến nổ tung hoặc gây ra sóng thần, núi lửa phun trào, động đất và bão lớn. Những điều này có thể gây ra thảm họa toàn cầu và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tiên đoán thứ ba là việc siêu núi lửa sẽ phun trào vào năm 2024. Siêu núi lửa là thuật ngữ dùng để chỉ một ngọn núi lửa có thể gây ra những vụ phun trào cực lớn. Mặc dù không có giới hạn nghiêm ngặt về quy mô, nhưng những đợt bùng phát ở quy mô cực lớn có thể là thảm họa, làm thay đổi địa hình ngay lập tức, thay đổi khí hậu toàn cầu và cả cuộc sống của con người trong tích tắc. Các nhà địa chất dự đoán rằng núi lửa Yellowstone đã trải qua 3 lần phun trào lớn trong 2,1 triệu năm qua. Chu kỳ phun trào của nó là khoảng 600.000 năm và lần phun trào cuối cùng là 640.000 năm trước. Hiện tại siêu núi lửa Yellowstone đã vượt quá giới hạn dự kiến, nên đó có thể là một quả bom nổ chậm khó lường. Bão mặt trời sẽ là vấn đề thứ tư mà con người cần quan tâm. Nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ Judy Heavily từng đưa ra dự đoán sẽ xảy ra những mô hình thời tiết kỳ lạ và sự sắp xếp lại trái đất. Năm 2024 là thời kỳ cao điểm của hoạt động mặt trời. Điều này có thể tạo ra bão từ quy mô lớn, gây gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc. Ở một số quốc gia hoặc khu vực, Internet sẽ bị ảnh hưởng và trục trặc rất lớn, thậm chí gây ra tổn thất lớn cho hệ thống thông tin liên lạc điện toàn cầu. Dự đoán thứ năm là việc một số nhà tiên tri cho rằng nền văn minh ngoài hành tinh sắp đến. Nhà ngoại cảm phương Tây Arthur Salomi dự đoán năm 2024 sẽ là năm mở ra một chương mới trong lịch sử loài người. Ông nói rằng con người sẽ thiết lập mối liên hệ với nền văn minh ngoài hành tinh. Chúng ta sẽ liên lạc với người ngoài hành tinh bằng các tín hiệu được mã hóa truyền qua mạng lưới kính viễn vọng. Người ngoài hành tinh sẽ không xâm nhập trái đất để gây hại, mà sự chung sống hòa bình giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh sẽ là xu hướng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhà khoa học Stephen Hawking từng dự đoán virus zombie sẽ bùng phát trên toàn thế giới. Đó cũng chính là vấn đề thứ 6 mà chúng ta có thể phải đối mặt trong năm nay. Gần đây nhất là bệnh hưu zombie được phát hiện tại công viên Yellowstone ở Hoa Kỳ. Loại virus này xuất hiện đã bắt đầu gây ra sự hoảng loạn cho nhiều người. Dù chưa có trường hợp lây nhiễm, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng khả năng lây nhiễm sang người không phải là không thể xảy ra. Hiện nay có vẻ như sự xuất hiện của virus zombie là có thể, giống như bệnh dại, Ebola và HIV là những loại virus được biết đến có thể thay đổi hành vi của con người, lây lan nhanh chóng và khó điều trị. Vậy nên, dù là loại virus gì thì đó cũng là một lời cảnh báo, bởi không ai có thể chắc chắn rằng những tiên đoán của Hawking sẽ không xảy ra. Dự đoán thứ 7 cho rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới trong năm nay. Nhà tiên tri Baba Vanga cho rằng năm 2024 sẽ xảy ra làn sóng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng. Trong đó phương Tây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta đều biết rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng đột ngột vào năm 2024 do các yếu tố như tình hình thế giới, xung đột thương mại quốc tế, căng thẳng địa chính trị, v.v. Những yếu tố này đều có thể dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nền kinh tế toàn cầu. Dự đoán cuối cùng sẽ là dự đoán quan trọng nhất và liên quan đến toàn thể nhân loại. Các nhà tiên tri đều cho rằng con người sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn trong năm 2024. Xuyên suốt video chúng ta đã nói về khả năng xảy ra các thảm họa như siêu núi lửa phun trào, bão mặt trời, tiểu hành tinh va chạm trái đất,
mâu thuẫn giữa các quốc gia trong đời sống chính trị, kinh tế sẽ dẫn đến chiến tranh leo thang. Mỗi điều trên chắc chắn đều liên quan đến sự sống còn của con người. Nếu những thảm họa này thực sự xảy ra, nhân loại sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng và thách thức chưa từng có. Sự phát triển của 2024 từ đầu năm cho đến nay gần như khiến nhân loại cảm thấy vô cùng lo lắng. Vậy nhưng tương lai vẫn còn tồn tại rất nhiều biến số. Không ai có thể đoán chắc được những gì tiếp theo sẽ xảy ra. Bạn có những dự đoán gì về năm 2024? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Những tiên tri của Nostradamus lần lượt ứng nghiệm. Tương lai nhân loại sẽ đi về đâu? Nostradamus là cái tên không quá xa lạ đối với mọi người. Ông là một trong những nhà tiên tri chính xác nhất trong lịch sử nhân loại. Thậm chí ông ấy còn viết một quyển sách mang tên The Centuries, tạm dịch là những thế kỷ, tổng hợp tất cả dự đoán của mình một cách rõ ràng. Khi các sự kiện lớn xảy ra, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra bên trong quyển The Centuries và phát hiện rằng tất cả chúng đã được Nostradamus tiên đoán trước đó. Và cho đến hiện tại, những dự đoán của ông đã được chứng minh trong lịch sử thực tế, chính xác lên đến 95%. Nostradamus là bút danh Latin hóa chính thức của Michael de Notre Dame. Người ta cho rằng ông ấy dường như được sinh ra với sứ mệnh của Thiên Chúa và những lời tiên tri của Nostradamus được cho là đến từ sự hướng dẫn của Chúa. Tiên đoán chính xác bất ngờ hàng loạt sự kiện lớn. Nếu phương Đông có viên thiên cang thì phương Tây có Nostradamus. Ông là một bác sĩ và cũng là một nhà tiên tri. Nostradamus được cho là đã nhìn thấy những cảnh vật của thế giới tương lai thông qua một chiếc gương ma thuật cổ xưa và mô tả lại những cảnh vật đó dưới dạng thư tứ tuyệt trong quyển The Centuries để lại cho hậu thế, còn được gọi là bách thi tập. Mỗi khi thế giới xảy ra một sự kiện lớn, mọi người đều có thể tìm thấy những dự đoán tương ứng trong The Centuries. Ví dụ như cách mạng Pháp, sự nổi lên của Napoleon, sự ra đời của Hitler, sự kiện 11 tháng 9 và các phát minh quan trọng như máy bay và bom nguyên tử. Có thể nói The Centuries đã trải qua thời gian kiểm chứng, đã tồn tại hàng trăm năm mà vẫn không hề lỗi thời. Quyển sách hiện nay vẫn được in ấn và được xem là kinh thánh thứ hai tại châu Âu. Nostradamus đã từng gặp một tu sĩ trẻ nuôi lợn tên là Peron khi ông ở Ý. Khi gặp Peron lần đầu tiên, ông đã đột ngột quỳ xuống đất và gọi kính thưa Đức Giáo Hoàng. Sau đó Peron đã thực sự trở thành Giáo Hoàng Sê-tút V. Nhưng vào thời điểm đó, Nostradamus đã qua đời từ lâu. Trong một bài thơ The Centuries, ông đã tiên đoán rằng vua Pháp Henry II sẽ qua đời. Nội dung bài thơ có miêu tả rằng con sư tử trẻ sẽ đánh bại con sư tử già khi chiến đấu một mình trên chiến trường. Nó chọc thủng mắt trong tấm khiên vàng và từ mắt chọc thủng chiếc lồng vàng. Hai vết thương sẽ gộp làm một và chết trong đau đớn. 4 năm sau đó, vua Henry II của Pháp đã qua đời trong một trận đua ngựa lớn khi một bá tước trẻ sử dụng mảnh giáo đâm thủng mũ sắt của ông, xuyên qua mắt và hộp sọ. 10 ngày sau, vua Henry II qua đời trong đau đớn tột cùng vì nhiễm trùng máu. Nostradamus đã nói rằng ông sẽ qua đời vào ngày 2 tháng 7 năm 1566 và lời tiên đoán đó đã trở thành sự thật. Điều kỳ diệu hơn là trước khi qua đời vào năm 1566, ông đã nhờ một người bạn của mình khắc cho một tấm bia đá. Tuy nhiên, tấm bia đá này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Sau khi ông qua đời, tấm bia đá này cũng đã được an táng cùng ông trong lăng mộ. Mọi người đều tò mò về nội dung của tấm bia đá này, nhưng chỉ có Nostradamus cùng với người bạn khắc bia đá của ông biết được bí mật này. Sau khi Nostradamus qua đời, người bạn của ông cũng giữ lời hứa của mình và không bao giờ tiết lộ nội dung của tấm bia đá trên mộ. Sự tò mò của mọi người càng ngày càng tăng lên, và vào năm 1770, họ quyết định đào mộ của ông. Sau khi mộ mở ra, mọi người đều nhìn nhau kinh ngạc vì trên tấm bia đá khắc con số 1770. Hóa ra Nostradamus đã biết rằng quan tài của mình sẽ bị mở ra vào năm đó. Sự việc trên khiến cả thế giới phải thở dài công nhận rằng ông thực sự là một nhà tiên tri đích thực. Từ đó, những lời tiên đoán của ông mỗi khi xuất hiện đều thu hút vô số tín đồ từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng sẽ trở thành hiện thực. Nostradamus đã dự đoán rằng sau 100 năm ông mất, London sẽ bị một vụ hỏa hoạn lớn, và đúng thật là như vậy. Vào năm 1666, London đã chìm trong biển lửa khiến toàn bộ thành phố gần như bị thiêu rụi. Điều đáng ngạc nhiên là đó cũng chính là năm kỷ niệm 100 năm ngày ông mất. Nostradamus
cũng viết trong một bài thơ ở chương 9, khổ 83 về trận động đất ở Vấn Xuyên rằng khi mặt trời vào ngày thứ 20 của Taurus, đất đai sẽ rung chuyển mạnh mẽ, sân khấu lớn sẽ trở thành đống đổ nát, không khí, bầu trời và mặt đất, tất cả đều trở nên tối tăm và bẩn thỉu. Những người không tin vào Chúa cũng bắt đầu cầu cứu thần linh và các vị thánh. Trong bài thơ, Taurus được đề cập đến trong hình tượng sao chính là chòm sao Kim Ngưu, và thời gian hoạt động của chòm sao này chính là từ ngày 22 tháng 4 đến 21 tháng 5. Khi mặt trời vào ngày thứ 20 của Taurus, chính là ngày 12 tháng 5, cũng là ngày trận động đất ở Vấn Xuyên xảy ra. Sự chính xác không thể phủ nhận này khiến chúng ta cảm thấy nghẹt thở. Vậy đối với tương lai của nhân loại, Nostradamus đã nói gì? Dự đoán của Nostradamus về tình hình thế giới hiện tại. Trong thời đại hiện nay, có thể thấy tình hình thế giới đang dao động không ổn định. Khi đọc lại những thế kỷ, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các câu thơ của Nostradamus đã dự đoán về một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Họ bắt đầu lo lắng liệu tương lai nhân loại sẽ đi về đâu. Có khả năng rằng thế chiến thứ 3 sẽ bùng nổ, bởi trong khổ 100 của chương 12 trong những thế kỷ có viết: khi ánh sáng của sao hỏa tắt, lửa trời sẽ rơi xuống, đánh trực tiếp vào cung điện. Chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác. Vua Louis không thể thất bại. Đặc biệt là từ câu thứ 3 trong bài thơ: chiến tranh lớn kéo dài 7 tháng, con người chết vì sự tà ác, có thể dự đoán rằng một cuộc chiến lớn toàn cầu sẽ bùng nổ, và rõ ràng nguyên nhân của cuộc chiến chính là bắt nguồn từ sự tà ác. Nhìn vào tình hình chiến tranh trên toàn cầu ngày nay không khỏi làm chúng ta lo lắng. Tuy nhiên, nếu dự đoán này thực sự liên quan đến tình hình thế giới hiện tại, thì thời gian 7 tháng có thể ẩn chứa một tia hy vọng. Vì 7 tháng có thể chỉ là một cuộc chiến tranh thông thường, không phải là chiến tranh hạt nhân phá hủy. Tuy nhiên sau đó, 4 dòng thơ khổ 57 chương 1 của những thế kỷ lại mô tả những cảnh tượng khủng khiếp hơn về sự bất hòa và bạo lực. Sớm muộn, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi to lớn. Đó là sự trả thù đáng sợ và kinh hoàng. Tiếng kèn vang lên trong cuộc tranh cãi lớn. Một hiệp ước đã bị phá vỡ. Khi nhìn vào cuộc chiến tranh cục bộ hiện tại, liệu hiệp ước ở đây có phải là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc hay không? Nếu thực sự điều đó xảy ra, thì sự tàn diệt của nền văn minh nhân loại không còn xa nữa. Trong khổ thơ thứ 92 của chương 10 còn viết về Geneva rằng: trẻ em chết thảm trước mặt cha, cha cũng bị treo cổ bằng dây cỏ. Dân Geneva sẽ nổi dậy chống lại, những người lãnh đạo nằm giữa như thể gỗ. Geneva trong bài thơ này có phải là mô tả duy nhất về sự phản kháng của dân Geneva không? Liệu Nostradamus có ám chỉ rằng Thụy Sĩ cũng bị cuốn vào cuộc chiến tranh nào đó? Từ quan điểm lịch sử, hai cuộc chiến tranh thế giới đều không gây ảnh hưởng lớn đối với Thụy Sĩ. Vậy nên hiện tại, nếu Thụy Sĩ cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh, rất có thể cuộc chiến tranh sắp xảy ra sẽ quy mô lớn hơn rất nhiều so với hai cuộc chiến tranh thế giới trước. Dự đoán 2 của Nostradamus về tương lai, đó chính là thế giới sẽ xuất hiện cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng. Trong khổ thơ thứ 17 của chương 1 viết rằng: 40 năm không thấy cầu vồng, 40 năm ngày nào cũng thấy cầu vồng. Đất đai khô hạn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lúc đó trận đại hồng thủy sẽ ập đến. Có vẻ như đó là một thời kỳ hạn hán kéo dài. Và theo các chuyên gia, hiện tượng cực quan sẽ sớm diễn ra do cơn bão mặt trời. Cực quan càng lớn cũng đồng nghĩa với bão mặt trời càng mạnh, tạo ra sự phá hủy to lớn không thể khắc phục đối với trái đất. Với sự tăng lên liên tục của khí CO2 và nhiệt độ toàn cầu, khủng hoảng khí hậu sẽ chắc chắn là một vấn đề nóng trong tương lai. Trong bài thơ 4 dòng này, 40 năm vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ nào trong tương lai sẽ xảy ra một thảm họa khí hậu kéo dài suốt 40 năm? Con người hiện đại không lẽ sẽ thực sự gánh chịu ngày tận thế? Từ những thảm họa về thời tiết, Nostradamus dự đoán sẽ có thảm họa lương thực xảy ra. Như trong khổ thơ số 75 của chương 2 trong những thế kỷ có viết: trên ống thông gió của sàn nhà, người ta đã nghe thấy tiếng chim hót hiếm, giá lúa mì tăng cao, sẽ đến mức xảy ra thảm kịch ăn thịt người. Có vẻ tình huống như vậy vẫn chưa xuất hiện trong các cuộc xung đột cục bộ hiện nay, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nền kinh tế trên khắp thế giới đã bắt đầu đi vào tình trạng khó khăn do chiến tranh và một số nguyên nhân khác khiến cho lạm phát, giá cả tăng cao, chi phí nhiên liệu và sự bất ổn toàn cầu tăng lên. Chi phí sinh hoạt tăng cao liên tục có thể dẫn đến nhiều sự tuyệt vọng và xung đột hơn. Hy vọng những thảm kịch ăn thịt người mà Nostradamus miêu tả
chỉ là một sự cường điệu gây cấn, chứ không phải là dự đoán trực tiếp về tương lai. Cuối cùng, trong cuộc nội chiến sẽ tiếp tục trở nên ác liệt hơn như khổ thơ số 56 của chương 1 trong những thế kỷ đã viết. Sớm muộn, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi to lớn, nỗi sợ hãi kinh hoàng cùng sự trả thù, bởi thiên thần sẽ dẫn dắt mặt trăng, duy trì sự cân bằng lực hút của mình. Rõ ràng Nostradamus đã dùng những câu thơ đáng kinh ngạc của mình để ám chỉ sự chênh lệch và sự đối địch càng ngày càng lớn giữa các tầng lớp xã hội. Những lời này có thể ám chỉ sự phản kháng của công chúng đối với các nhóm quyền lực. Khi kết hợp với những sự kiện quan trọng diễn ra trên thế giới ngày nay, những dự đoán trên dường như không phải là vô lý. Vậy sau những thảm họa, thì liệu có triển vọng tươi đẹp nào cho thế giới sẽ đến hay không? Tương lai của nhân loại trong dự ngôn của Nostradamus. Trong tương lai vào cuối thế kỷ 20, dự đoán trong tác phẩm Những thế kỷ của Nostradamus đã gây ra sự hoang mang về ngày tận thế vào năm 1999. Nhưng dường như mọi người chỉ hiểu được một câu trong đó, chính là vị vua khủng bố sẽ rơi từ trên trời xuống. Chính vì câu này, những người có ý đồ xấu đã liên kết với nó năm 1999 là ngày tận thế. Thực ra đoạn thơ đầy đủ được viết như sau. Vào tháng 7 năm 1999, để hồi sinh vua Angoumois, vị vua khủng bố sẽ rơi từ trên trời xuống. Lúc đó Mars sẽ thống trị thế giới, nói là để mọi người có cuộc sống hạnh phúc. Trong đó, cái gọi là Mars thống trị thế giới dưới danh nghĩa hạnh phúc cho thấy rằng sự việc vẫn còn tiếp diễn và có thể nói ngày tận thế vẫn chưa thực sự diễn ra. Vậy nên mặc dù năm 1999 đã qua, nhưng chúng ta vẫn không thể nói rằng dự đoán của Nostradamus không chính xác. Ngược lại, cần phải hiểu sâu hơn về tất cả những dự đoán của ông. Liệu trong một tương lai xa hơn, thậm chí là sau những thảm họa lớn, thì điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? Trong khổ thơ số 13 của chương 7 đã viết rõ ràng rằng giọng nói của Thượng Đế vang vọng trong tai, bao gồm cả trên trời và dưới đất, thể xác, tâm hồn và tinh thần đều vững chắc, không thể phá hủy. Dưới chân là tầng lớp sinh vật như trong thiên đường. Đây là một khổ thơ tiên tri rất quan trọng trong The Centuries. Nó ngụ ý rằng một vị Thượng Đế đã đến từ vũ trụ và thiết lập một vương quốc nghìn năm cho trái đất trong tương lai, khiến con người trên trái đất trở nên cao quý và sở hữu bộ năng lượng của vũ trụ. Trong khổ thơ thứ 41 của chương 5 The Centuries còn có mô tả cụ thể hơn về sự xuất hiện của đấng cứu thế rằng sinh ra dưới vầng hào quang tăm tối, đấng xuất sắc trong việc cai trị bằng lòng nhân từ, phục sinh tế đàn cổ xưa bằng chính máu của mình, thay thế thời đại đồng thau bằng thời kỳ hoàng kim. Sau khi trải qua động đất, chiến tranh, thời tiết cực đoan và những tai họa lớn, nỗi kinh hoàng về ngày tận thế sẽ biến mất, đại diện của lòng tốt và sự công bằng sẽ tái tạo lại trái đất. Thời kỳ đồng ở đây dường như đang ám chỉ đến vũ khí. Hy vọng về đấng cứu thế trùng hợp cũng được nhắc tới ở nhiều nhà tiên tri, cả cổ đại lẫn hiện đại. Trong khổ thơ thứ 79 của chương 10 viết rằng, những con đường cổ xưa sẽ được cải thiện tuyệt vời. Mọi người đều đổ xô đi dọc theo con đường đến Memphis hiện đại, Moctezuma. Moctezuma và Lily của Hercules làm đảo lộn mặt đất, đại dương và quốc gia. Memphis chính là một thành phố cổ phồn thịnh của Ai Cập. Hercules là một anh hùng vô cùng mạnh mẽ trong thần thoại Hy Lạp. Moctezuma là sứ giả của các vị thần trong thần thoại La Mã và Lily tượng trưng cho quyền lực của vua chúa. Nostradamus đã gợi ý về một trái đất mới trong tương lai, nơi mà một nền văn minh hoàn toàn mới sẽ xuất hiện. Trái đất sẽ được sửa chữa và xây dựng lại bởi một sự sống khác đại diện cho đạo đức, lòng nhân từ và tốt bụng hơn loài người hiện đại. Những người tiên phong của nền văn minh mới này sẽ tạo ra một thế giới thịnh vượng mới bằng trí tuệ và sức mạnh của họ. Nếu thảm họa cuối thế kỷ là sự trừng phạt đối với sự sụp đổ đạo đức của loài người, thì sau khi nhân loại được nhận sự trừng phạt thích đáng, tất cả những gì đã bị phá hủy sẽ được khôi phục lại. Hy vọng mỗi người tốt đẹp đều có thể thoát khỏi thảm họa cuối thế kỷ và được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sau ngày tận thế, tự mình trải nghiệm cuộc sống của các vị thần. Tuy nhiên, hãy tự hỏi bản thân là một người hiện đại, liệu chúng ta có đủ tư cách để tận hưởng cuộc sống của các vị thần, nơi không có sự xấu xa, chỉ có những điều đẹp đẽ tuyệt vời? Liệu thảm họa có tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn hại đến trái đất không? Dự đoán của Adnan đã trở thành sự thật. Núi lửa Iceland phun trào báo động, 1.400 trận động đất trong một ngày. Vào sáng ngày 14 tháng 1, tại Iceland, nơi được biết đến là vương quốc mặt băng dạ lửa, một trận phun trào núi lửa đã xảy ra.
dung nham tràn vào thị trấn đánh cá gần đó, khiến những ngôi nhà nằm ở rìa thị trấn bắt đầu bốc cháy. Để đảm bảo an toàn, thị trấn Grindavik đã ban hành tình trạng khẩn cấp và sắp xếp sơ tán cư dân xung quanh. Nhiều người đã phải rời bỏ quê hương. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, một trận phun trào núi lửa cũng đã xảy ra ở phía đông bắc của Grindavik. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bán đảo đã trải qua hai trận phun trào núi lửa và tình trạng động đất liên tục. Máy ghi địa chấn ghi nhận rằng, trong vòng 24 giờ, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 năm trước, đã có hơn 1.400 dư chấn xảy ra. Con số đáng kinh ngạc này gợi nhớ đến những gì Annan đã dự đoán cho năm 2024. Anh tuyên bố dựa trên dự báo chiêm tinh học vẽ đà rằng năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động. Cả thế giới sẽ chứng kiến một loạt động đất và núi lửa phun trào với quy mô lớn. Đến nay, sự cô đặc của núi lửa trên đảo Heimai đã có dấu hiệu giảm đi, nhưng mức độ thiệt hại gây ra vẫn không hề ước tính được. Liệu tình hình thế giới sẽ có những biến động như thần đồng tiên tri đã dự đoán? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Vào lúc 7 giờ 57 phút sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương, núi lửa bắt đầu liên tục phun cho nham trên bán đảo Reykjanes, phía tây nam Iceland. Hình ảnh từ camera cho thấy dung nham đã tràn vào thị trấn nhỏ Grindavik gần đó, khiến một số ngôi nhà bắt đầu bốc cháy. Để đảm bảo an toàn, cư dân thị trấn Grindavik đã được sơ tán ngay trong ngày. Lực lượng cứu hộ và các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá. Kết quả cho thấy, do hoạt động địa chất tại Iceland diễn ra phổ biến, những vụ phun trào núi lửa diễn ra thường xuyên, khiến dung nham tràn vào, gây thu hẹp diện tích mặt đất của thị trấn Grindavik. Theo kết quả kiểm tra, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy dung nham đã giảm tốc độ hoặc dừng lại. Mức độ thiệt hại, thời gian kéo dài cũng như mức độ nghiêm trọng của dung nham vẫn đang được quan sát một cách cẩn thận. Bộ Quốc phòng Iceland đã nâng cấp cảnh báo lên mức khẩn cấp cao nhất, cho thấy sự phun trào của núi lửa lần này đã leo thang lên trạng thái khẩn cấp cao nhất, có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với con người, tài sản và môi trường. Báo cáo cho biết, đây là lần phun trào thứ 3 của núi lửa này trong thời gian chưa đầy một tháng. Vào tháng 11 năm 2023, Iceland đã liên tiếp xảy ra động đất dẫn đến việc mặt đất bị nứt nẻ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng hoạt động địa chấn đã tăng lên đáng kể và núi lửa dự kiến sẽ sớm hoạt động. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 4.000 cư dân của thị trấn Grindavik. Mọi người đều cầu nguyện rằng núi lửa sẽ không phun trào. Nhưng vào lúc 22 giờ 17 phút ngày 18 tháng 12, sau một chuỗi các cơn động đất, một ngọn núi lửa trên bán đảo Reykjanes của Iceland đã bắt đầu phun trào. Sau khi sự kiện kết thúc, Iceland đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì núi lửa lại phun trào một lần nữa. Con người có thể tính toán trước nhưng không thể kiểm soát được thiên tai. Khi công trình phòng thủ vẫn đang được xây dựng, lần phun trào thứ 3 đã diễn ra và sự tấn công của núi lửa đã vượt qua cấu trúc phòng thủ, khiến dòng nham thạch tràn vào thị trấn nhỏ, bắt đầu thiêu rụi nhà cửa. Vậy tại sao Iceland lại xảy ra nhiều sự với các trận động đất thường xuyên và các vụ phun trào núi lửa nghiêm trọng? Trên thực tế, Iceland nằm trên vùng hoạt động núi lửa cuối cùng của Đại Tây Dương. Tại điểm giao nhau của các mảng kiến tạo lục địa lớn, với hoạt động địa chất thường xuyên cùng khoảng 33 ngọn núi lửa đang đứng đầu ở châu Âu. Chỉ trong 3 năm qua, Iceland đã trải qua nhiều trận động đất và phun trào núi lửa. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi, nơi đây đã ghi nhận hơn 50.000 trận động đất, tương đương trung bình mỗi ngày xảy ra hơn 2.500 trận. Ngoài ra, kể từ năm 2021, hầu như liên tục mỗi tháng đều xuất hiện một trận phun trào núi lửa lớn. Những con số này và hình ảnh này khiến thế giới kinh ngạc bởi sức mạnh của núi lửa là không thể xem thường. Ví dụ như siêu núi lửa thuộc công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ có miệng phun trào lớn đến 85 km, lượng nham thạch đạt 4.000 km khối và năng lượng phun trào của nó tương đương với 6 quả bom nguyên tử Hiroshima. Điều mà nhiều người không biết là chu kỳ phun trào của siêu núi lửa này là khoảng 60 năm, nhưng hiện tại đã hơn 640.000 năm kể từ lần phun trào cuối cùng. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng áp suất dưới lòng đất đang không ngừng tăng, bề mặt đất cũng đang tiếp tục nâng lên và hoạt động địa chấn đang diễn ra ngày càng thường xuyên. Số lượng đài phun nước cùng suối nước nóng đang ngày càng gia tăng và thay đổi không ngừng. Tất cả đều là dấu hiệu cho sự phun trào sắp xảy ra. Nếu siêu núi lửa này thực sự phun trào, sẽ gây ra những thiệt hại khôn lường, tương tự như thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Vậy nên, siêu núi lửa là hiện tượng mà toàn bộ các khu vực Bắc Mỹ
thậm chí là toàn cầu đều vô cùng quan tâm. Khởi đầu cho năm 2024 là những hiện tượng vô cùng bất thường khi động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun trào, thiên tai tự nhiên liên tục xảy ra. Ngoài ra còn những cuộc chiến tranh về lương thực, cũng như cuộc chiến văn hóa giữa các quốc gia lớn nhỏ của phương Tây. Và hiện nay, cuộc chiến cũng đã lan rộng ra ngoại vi. Khu vực Biển Đỏ cũng xảy ra xung đột, khiến năm 2024 trở thành một năm có nguy cơ lớn đối với toàn cầu. Nhiều trận động đất mạnh vượt quá cường độ 7 độ Richter liên quan đến nhiều lục địa châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Hiện tại những lời tiên đoán về động đất cũng đang bắt đầu được chứng minh. Cuối cùng, mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại nội dung dự đoán khác của Annan cho năm 2024. Đầu tiên là giải thưởng ABR sẽ được thúc đẩy bởi chiêm tinh học của các ngôi sao. Sự chuyển động của nhiều hành tinh như sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Mỹ, dẫn đến cuộc nội chiến chưa từng có tại quốc gia này. Hiện tại, Mỹ đang trải qua một giai đoạn hỗn loạn và bất ổn. Phương diện chính trị, kinh tế, bầu cử và nhiều vấn đề khác đều ẩn chứa nguy cơ. Nếu không xử lý nhanh chóng và chính xác, sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Trong năm nay, tác động chiêm tinh học sẽ đạt đến đỉnh điểm với sự chuyển động của nhiều hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ và mặt trời, mang lại nhiều cơ hội phát triển tích cực cho nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Á, bao gồm phát triển về kinh tế, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Sự mạnh mẽ và ảnh hưởng của họ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trên trường thế giới. Dự đoán thứ ba là châu Âu cũng đang đối mặt với sự thay đổi và thách thức trong năm nay. Trong thời kỳ chuyển đổi và điều chỉnh, cùng với các vấn đề về di cư như Brexit, hành vi khủng bố nhập cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế và xã hội châu Âu. Ngoài ra, châu Âu cũng sẽ chứng kiến một cuộc bầu cử quy mô lớn trong năm nay, bao gồm các vị trí quan trọng như Quốc hội Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức. Tất cả sẽ mang đến một thách thức mới. Về Ấn Độ, dự đoán thứ 5 của Annan cho rằng quốc gia này đang đối mặt với những thách thức và khó khăn cấp bách như biểu tình xã hội, tham nhũng chính trị, suy thoái kinh tế và kiểm soát dịch bệnh. Tất cả đều ảnh hưởng đến tiến độ phát triển và ổn định của đất nước. Năm 2024 sẽ là một năm có tác động quan trọng đối với Ấn Độ bởi những nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng. Ấn Độ có thể sẽ xảy ra xung đột, xích mích với các nước láng giềng trong năm nay, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Cuối cùng là tình trạng thiếu thốn lương thực sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Theo dữ liệu khoa học, nhiều quốc gia trên thế giới trong 2 năm qua đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực trầm trọng. Cùng với các vấn đề về khí hậu và an ninh lương thực, sự leo thang của xung đột ở vùng khô cằn cũng sẽ là hậu quả khiến 58 quốc gia cùng hơn 258 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề. Qua sự thay đổi đặc biệt của sao Mộc, Annan thấy được một số xung đột bạo lực, thậm chí là chiến tranh sẽ bùng nổ vào cuối năm nay. Nhiều người cho rằng các dự báo tiên tri của Annan dường như đang dần ứng nghiệm, khiến họ cảm thấy hoang mang. Quay trở lại vấn đề núi lửa ở Iceland, liệu sự phun trào này có tiếp tục hay không? Mời các bạn để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Sách cổ tiên tri. Thảm họa xích mã Hồng Dương 60 năm một lần 2026-2027 sẽ có thay đổi rất lớn. Chu kỳ 60 năm trong lời nguyền can niên đã được chứng minh qua lịch sử. Mỗi khi đến năm Bính Ngọ, Đinh Mùi thì thế giới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Đây cũng là một trong những dự đoán lớn của quyển sách Bính Đinh Quy Giám, rằng thế giới sẽ phải đối mặt với thảm họa xích mã Hồng Dương. Nhưng đáng sợ hơn là năm xích mã Hồng Dương tiếp theo sẽ là vào năm 2026 và 2027. Vậy thảm họa xích mã Hồng Dương đáng sợ như thế nào? Khi nào sẽ xảy ra? Và thảm họa này có dẫn con người đến sự diệt vong hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Một chu kỳ thảm họa 60 năm. Tai họa năm xích mã Hồng Dương mà người xưa nhắc đến thường xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, cũng tương ứng với hai năm 2026 và 2027 sắp tới. Vậy tại sao hai năm này được gọi là thảm họa? Cần phải đề cập trước về pháp niên của cổ nhân Trung Quốc. Người xưa cho rằng sự thay đổi của thiên đạo và địa đạo quyết định sự phát triển của con người. Vì vậy, họ đã chia sự thay đổi của thiên đạo thành 10 thiên căn lớn, tức là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Chia sự thay đổi của địa đạo thành 12 địa chi lớn, tức là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong thiên can địa chi,
có sự phân chia giữa âm dương, tương ứng với số chẵn là âm, số lẻ là dương. Hai nhánh đất trời hòa quyện, chi phối lẫn nhau chính là quy luật niên đại của một năm. Tính toán như vậy thì mỗi chu kỳ sẽ có 60 cặp, trở thành 60 can chi mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Dựa trên cơ sở này, người xưa còn tương quan trời với ngũ hành, địa với các con giáp, tạo ra sự sâu sắc và huyền bí hơn. Người thông thường khó có thể nhận ra quy luật trong đó, từ đó mà sinh ra lòng kính sợ. Năm Bính Ngọ và Đinh Mùi được gọi là năm xích mã hồng dương, bởi vì trong hai năm này có ngựa và dê, hai con giáp được liên kết với nhau. Cả hai đều thuộc hành hỏa, mà hỏa là màu đỏ. Vậy nên người ta gọi chung là xích mã hồng dương. Thực tế, xích mã và hồng dương thực sự không phải là điểm xấu, thậm chí chúng còn là những loài quý hiếm. Xích mã là một loài ngựa rất mạnh mẽ, như loài hãn tuyết bảo mã, nổi tiếng là một loài xích mã. Còn hồng dương thường chỉ đến những con dê xương đỏ. Đây là một loài dê rất hiền lành, chúng có nướu và miệng đầu màu đỏ và thuộc loài khá hiếm gặp. Mặc dù cả hai không phải là điểm xấu, nhưng những năm mà chúng đại diện trong lịch sử lại đầy âm mưu, chiến tranh, biến động và thảm họa. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta cần phải đi sâu vào lịch sử. Người đầu tiên đề cập đến thảm họa xích mã hồng dương là thiên chủ của Long Hồ Sơn thời Bắc Tống, Trương Kế Tiên. Ông là hậu duệ đời thứ 30 của phái Chính Nhất thuộc đạo giáo, nhưng lại là một nhân vật huyền thoại chỉ xếp sau Trương Đạo Lăng. Cai quản Sơn Môn khi vừa lên 9 tuổi, ông đã đưa dòng truyền thừa của Long Hồ Sơn phát triển mạnh mẽ. Năm 13 tuổi, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gia nhập triều đình Bắc Tống, trở thành quốc sư được nhà vua trọng dụng. Với khả năng của mình, Trương Kế Tiên đã sớm biết được kiếp nạn xích mã hồng dương vào năm 1126. Thông qua lời tiên tri, ông đã ám chỉ cho Tống Huy Tông rằng cần phải tăng cường phòng thủ quân sự, đừng nghĩ đến những việc nhỏ nhặt khác nữa. Tuy nhiên, Tống Huy Tông không hiểu rõ ý đồ của ông, vẫn tiếp tục đắm chìm vào thế giới nghệ thuật. Năm 1126, tức năm Bính Ngọ, quân Kim tiến hành cuộc tấn công ác liệt. Quân Tống hoàn toàn không thể chống cự, nên đội quân của Kim Quốc nhanh chóng đánh đến gần. Lúc này, một vị vua giỏi nghệ thuật như Tống Huy Tông hoàn toàn không biết phải làm thế nào để đối phó với kẻ thù. Trong lúc vội vàng, ông chỉ kịp ban một chiếu chỉ truyền ngôi hoàng đế cho con trai là Tống Khâm Tông. Tướng lĩnh của Kim Quốc bị cảnh này làm bối rối, không biết mục đích của hoàng đế nhà Tống là gì. Thực ra ý định của Tống Huy Tông rất đơn giản, bản thân ông hiện tại không còn là hoàng đế nữa nên không sợ bị quân Kim gây khó dễ. Tư duy lạc quan mù quáng như vậy có thể coi là một điều kỳ lạ trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, Tống Huy Tông không hoàn toàn tuyệt vọng vì ông vẫn còn một phương pháp cuối cùng, đó là mời quốc sư đến giúp đỡ. Vậy cuối cùng Trương Kế Tiên có giúp đỡ hoàng đế vượt qua cơn khốn khó này không? Phải chăng xích mã hồng dương là một lời nguyền nghìn năm đã được lịch sử chứng minh? Một cuốn sách kỳ bí của triều đại Tống, Bính Đinh Quy Giám, tiên đoán về kiếp nạn xích mã hồng dương theo chu kỳ 60 năm. Vậy kiếp nạn này có thể xảy ra vào năm 2026 và 2027 không? Kiếp nạn xích mã hồng dương trong lịch sử. Người đầu tiên đưa ra khái niệm về kiếp nạn xích mã hồng dương vẫn là nhân vật huyền thoại của đạo gia Trương Kế Tiên. Khi quân Kim đến gần kinh thành, Tống Huy Tông đặt hy vọng cuối cùng vào Trương Kế Tiên, bởi ông coi quốc sư như một vị thần, chắc chắn có thể biến đổi những hạt đậu thành binh lính để đánh bại quân Kim. Lúc này, Trương Kế Tiên không ở biên lương, Tống Huy Tông chỉ có thể cử người ngày đêm vượt 800 dặm để mời thiên sư. Có thể, nếu lúc đó thiên sư ở biên lương thì thực sự có cách để đánh bại kẻ thù. Đáng tiếc là ông ấy không ở biên lương và Tống Huy Tông đã bị một pháp sư tên là Quách Kinh lừa dối. Quách Kinh tự xưng là thánh nhân đạo gia, biết pháp lục đinh lục giáp, có thể thông qua phương pháp mời thiên binh thiên tướng xuống trần gian, chắc chắn có thể tiêu diệt quân Kim. Sau khi nghe xong, Tống Huy Tông mừng rỡ thưởng cho Quách Kinh một lượng lớn vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn giao toàn bộ công việc phòng thủ biên lương cho Quách Kinh. Kết quả vào ngày quân Kim tấn công kinh thành, khi Tống Huy Tông chuẩn bị xem phép màu thì Quách Kinh đã âm thầm lẻn đi cùng với cả tài sản. Kết quả, thành biên lương cơ bản đã tự phá, hai vị hoàng đế trực tiếp trở thành tù binh của Đại Kim. Đó chính là sự kiện nhục Tịnh Khang trong lịch sử nhà Tống. Và thời điểm hai hoàng đế trở thành tù binh chính là năm Hồng Dương
Đinh Mùi. Tất nhiên câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Người được cử đi tìm Trương Kế Tiên cuối cùng cũng không gặp được vì thiên sư đã hóa thành tiên và rời đi trước khi anh ta đến. Ông chỉ để lại một bài thơ ca, trong đó có hai dòng đại ý là: dưới ánh mặt trời đỏ phía Tây Sơn, mưa và sương như bị che khuất, phản ánh sự bất lực trong ông. Trương Kế Tiên có cao siêu đến mức nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh thế gian. Mặc dù đã tiết lộ về đại nạn Xích Mã Hồng Dương với Huy Tông, nhưng cuối cùng ông cũng không thể cứu vãn được thảm kịch này. Vài chục năm sau, trong tác phẩm Bính Đinh Quy Giám của Sài Vọng thời Nam Tống cũng đề cập đến Xích Mã Hồng Dương. Sài Vọng là một thiên tài thời Nam Tống. Năm 28 tuổi, ông đã được bổ nhiệm về nhận chức tại Trung Thư Phủ. Vào năm 1246, trong kinh đô đã xảy ra hiện tượng nhật thực khiến dân chúng không ngừng bàn luận. Vua Lý Tông ngồi trên ngai vàng cũng rất chú ý đến điều này. Ông ra lệnh cho các quan lại cùng nhau bàn luận hiện tượng thiên văn lần này dự báo điều gì. Lúc này, Sài Vọng đã dâng quyển Bính Đinh Quy Giám lên Tống Lý Tông. Cuốn sách này chủ yếu nói về năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, thông qua các sự kiện lịch sử khác nhau để thể hiện sự đặc biệt của hai năm này. Sài Vọng hy vọng rằng vua Lý Tông có thể rút kinh nghiệm từ lịch sử. Năm 1246 chính là năm Bính Ngọ, vậy nên cuốn sách này đã trở thành điều cấm kỵ. Hoàng đế Lý Tông không chấp nhận hành động khi quân. Ông giận dữ và thậm chí muốn trực tiếp chém đầu của Sài Vọng. Nếu không phải các quan thần cầu xin thì Sài Vọng chắc chắn sẽ mất mạng vì cuốn sách này. Mặc dù đã thoát khỏi tai họa, nhưng Sài Vọng cũng đã mất niềm tin vào triều đình. Vì vậy trong 30 năm còn lại của cuộc đời, ông đã sống ẩn dật tại quê nhà và không bao giờ trở lại làm quan. Vậy cuốn sách này đã đề cập đến những gì? Bính Đinh Quy Giám tóm tắt từ năm thứ 52 của Chiêu Tương Vương nhà Tần đến năm Thiên Phúc thứ 12 trong thời Ngũ Đại. Trong hơn 1.200 năm đó, nhiều thảm họa lớn đã xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi. Trước đó chưa từng có ai chú ý đến việc trong hai năm này lại xảy ra những thảm họa nghiêm trọng như một quy luật. Nhìn vào những năm tháng được đề cập trong sách cùng các thảm họa đáng sợ, liệu năm 2026 thế giới có phải đối mặt với đại nạn Xích Mã Hồng Dương hay không? Cuốn sách kỳ bí của triều đại Tống, Bính Đinh Quy Giám, đã đưa ra dự đoán về lời nguyền can niên. Mỗi khi đến năm Bính Ngọ và Đinh Mùi, thế giới nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn. Lời nguyền này kéo dài suốt 2.000 năm mà vẫn tiếp tục tồn tại. Năm 2026 sẽ là năm Bính Ngọ tiếp theo và có thể lời nguyền sẽ lần nữa tái diện. Những thay đổi lớn trong thời kỳ Xích Mã Hồng Dương. Nhà sử học Sài Vọng đã tóm tắt những thảm họa này và biên soạn thành cuốn sách Bính Đinh Quy Giám. Trong đó đề cập đến năm Bính Ngọ, 195 trước công nguyên. Vua đầu tiên của triều đại Hán là Lưu Bang qua đời. Quyền lực triều đại Hán bị Lữ Hậu kiểm soát, dẫn đến quyền thế của các ngoại thê trở nên quá lớn. Những cuộc đấu tranh triều chính không ngừng diễn ra khiến người dân sống trong sợ hãi. Năm Hồng Dương 167, tức là năm Đinh Mùi, Hán Hoàn Đế qua đời, Hán Linh Đế lên ngôi và tại thời điểm này, triều đại Hán chỉ còn là Bù Nhìn. Sự việc này đã đánh dấu sự suy tàn hoàn toàn của triều Hán. Hán Linh Đế chỉ cai trị được 21 năm, nhưng đã phá hủy nền tảng 200 năm của triều đại Hán chỉ trong nháy mắt. Mặc dù không thể đổ lỗi tất cả cho Hán Linh Đế, nhưng ông chính là một trong những thủ phạm lớn nhất. Năm Bính Ngọ 226, Tào Phi vừa lên ngôi được 7 năm, nhưng năm 40 tuổi, vào thế kỷ Hoàng Kim thì ông lại qua đời vì bệnh tật. Lúc này, quyền thần Tư Mã Ý đã lấy lại quyền lực, bắt đầu sự tranh đấu rõ ràng ở nước Ngụy, dẫn đến nguy cơ sụp đổ của triều đại này. Năm Bính Ngọ 826, Đường Kính Tông lên ngôi được 2 năm, nhưng hoàn toàn không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một hoàng đế. Chỉ biết ăn chơi mỗi ngày, nhưng niềm vui của ông cũng không kéo dài lâu. Năm Đinh Mùi 947, Khiết Đan tấn công thủ đô của Hậu Tần. Hoàng đế Hậu Tần sau khi tự sát không thành đã trở thành tù binh của Đại Liêu. Do hạn chế về lịch sử, tác phẩm Bính Đinh Quy Giám của Sài Vọng chỉ thống kê đến năm đó. Tuy nhiên điều kỳ lạ là trong lịch sử sau đó, thảm họa Xích Mã Hồng Dương vẫn tiếp tục kéo dài vào năm 1366. Hoàng đế lập quốc Đại Minh, Chu Nguyên Chương khởi đầu cuộc chiến lớn khiến hàng ngàn người dân bị cuốn vào, cả nước xảy ra nhiều thiên tai nhân họa. Năm 1786, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Tứ Xuyên đã khiến sạt lở núi trên diện rộng, sông Đại Độ bị tắc nghẽn tạo thành hồ ngăn. Ngày hồ ngăn vỡ, nước lũ tràn xuống tạo ra thảm họa lớn với hàng trăm nghìn người thiệt mạng,
khung cảnh gần như là ngày tận thế. Vì những sự trùng hợp này, nhiều người tin rằng lời nguyền Xích Mã Hồng Dương là có thật. Và năm Xích Mã Hồng Dương tiếp theo sẽ là năm 2026 và 2027. Nếu chỉ nhìn từ thần số học, hai năm này thực sự khó đoán hơn so với những năm trước, bởi vì đây là sự kết hợp giữa cửu ly hỏa vận và Xích Mã Hồng Dương. Thần số cửu ly cũng thuộc hành hỏa, khi kết hợp với Xích Mã và Hồng Dương sẽ là lửa chồng thêm lửa. Cửu ly chủ yếu liên quan đến sự thay đổi, nữ giới và sự chia ly. Điều này có nghĩa là cuộc đại họa Xích Mã Hồng Dương lần này sẽ có một nhân vật quan trọng xuất hiện từ cuộc khủng hoảng văn hóa. Tuy nhiên, cho dù là cửu ly hỏa vận hay Xích Mã Hồng Dương cũng chưa được chứng minh bởi khoa học. Vậy nên chúng ta chỉ xem đó là một lời khuyên tham khảo mà thôi. Có thể đại nạn Xích Mã Hồng Dương theo như thống kê chỉ là sự tình cờ. Sự phức tạp của lịch sử chính là kết quả của sự tác động của ba chiều: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là một tấm gương, tương lai là mục tiêu và con người chỉ có thể nắm giữ một chiều hiện tại. Các bạn có dự đoán gì về hai năm Xích Mã Hồng Dương sắp tới đây? Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.